Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Động. Tập 112. Chương 1111, rời khỏi. Nhìn vẻ sợ hãi trong mắt Linh Tuyền, Tiêu Viêm chỉ cười lạnh. Hắn tin tưởng, qua lần giao thủ ngày hôm nay, hắn sẽ lưu lại trong lòng đối phương một bóng ma khó bỏ. Mặc kệ Linh Tuyền đạt tới trình độ nào, ở trước mặt Tiêu Viêm, bóng ma thất bại từ sâu trong linh hồn hắn sẽ xuất hiện, khiến hắn khi đứng trước mặt Tiêu Viêm cũng khó mà giữ vững được trạng thái đỉnh cao. Vẫn nắm chặt cổ tay Linh Tuyền, một lát sau Tiêu Viêm tùy tiện vung tay ném hắn bay thẳng vào cột thạch đỉnh. Lực đạo mạnh mẽ khiến cho cột đá xuất hiện từng khe nứt, bụt. Tiếp tục gặp trọng kích như vậy, Linh Tuyền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hơi thở hắn mỏng manh, nằm co quắp trên mặt đất, không biết sống chết. Linh Tuyền thống lĩnh, hơn 10 tên Hắc Yên quân thấy thế vội vàng phiên thân phóng đến. Linh Tuyền dù sao cũng là cấp trên của bọn hắn, nếu hôm nay hắn chết trên tay Tiêu Viêm ở chỗ này thì khi trở lại cổ tộc bọn họ khó mà tránh khỏi hình phạt. Yên tâm, hắn còn chưa chết. Bàn tay Tiêu Viêm tùy ý phủi phủi áo rồi thản nhiên nói. Tuy rằng hắn tương đối chán ghét Linh Tuyền và hơn nữa lúc trước Huân Nhi cũng nói nàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, nhưng dù sao hắn cũng không phải kẻ lỗ mãng. Hắn biết rõ ràng, nếu mình giết Linh Tuyền, Huân Nhi hẳn sẽ giảm hậu quả xuống mức thấp nhất nhưng tất nhiên cũng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ cho nàng. Chuyện như vậy, Tiêu Viêm cũng không muốn nhìn thấy chút nào. Nghe Tiêu Viêm nói thế, 10 tên Hắc Yên quân mới thở phào nhẹ nhõm rồi đưa mắt nhìn nhau như chút được gánh nặng. Cho một tên đến cõng Linh Tuyền thống lĩnh bùn đất đầy mình đang nằm co quắp, sau đó chuyển thân phóng lên tứ dực độc giác thú lướt lên trời bay đi. Cái gọi là mệnh lệnh của trưởng lão kia, bọn họ chẳng bao giờ nhận được. Hơn nữa, dù có nhận được nhưng có Huân Nhi ở đây, bọn họ sao dám trực tiếp ra tay. Dù sao, bọn họ cũng không có hậu đài chống đỡ sau lưng, như Linh Tuyền. Hắc hắc, tiểu tử hạ thủ cũng tương đối độc ác. Thương thế của Linh Tuyền muốn khỏi hẳn chỉ sợ cũng mất 2-3 tháng. Hơn nữa, cho dù lành lặn rồi cũng sẽ để lại một ít di chứng. Lão nhân áo đen liếc nhìn Tiêu Viêm đầy thâm ý, nói. Tiêu Viêm khẽ cười. Thương thế của Linh Tuyền tuy nặng nhưng so với việc bảo toàn được tính mạng thì còn tốt hơn nhiều. Nếu không vì lo lắng chuyện này mang đến phiền toái không cần thiết cho Huân Nhi, thì ngày hôm nay Linh Tuyền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt chuyển hướng về phía Huân Nhi, nhìn khuôn mặt thanh nhã tuyệt sắc của nàng, Tiêu Viêm không nỡ nhìn nàng rời đi, nói, hiện tại phải đi sao? Huân Nhi khẽ gật đầu. Lần này, nàng vừa gặp Tiêu Viêm chưa được bao lâu thì đám người Linh Tuyền đã đuổi đến nơi. Nếu cứ tiếp tục lưu lại đây lâu hơn, chỉ sợ còn có thêm những nhân vật lợi hại hơn Linh Tuyền sẽ đến nữa. Mà đến lúc đó, nếu bọn họ vẫn muốn bắt Tiêu Viêm về cổ tộc, lúc ấy mới thật là phiền phức lớn. Thấy thế, Tiêu Viêm khẽ thở dài, cũng không tiếp tục nhiều lời. Hắn biết, Huân Nhi vội vã rời đi tất nhiên có nguyên do của nàng. Hãy ở cổ tộc chờ ta. Đợi sau khi huynh tham gia đan hội, giải cứu lão sư xong sẽ đến cổ tộc tìm muội. Nghe những lời này của Tiêu Viêm, Huân Nhi thản nhiên cười, nhẹ gật đầu, nói, Huân Nhi chờ huynh. Dứt lời, Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt sâu thẳm nhưng cũng không chần chừ nữa. Thân hình vừa động đã lướt lên trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu tứ dực độc giác thú, làn tóc đen phất phơ tựa như tiên nữ giáng trần. Khí chất kỳ ảo làm cho người ta có cảm giác hoa mắt mê tâm. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu tử, nhớ bảo trọng, nhanh chóng nâng cao thực lực lên. Lần sau, không nên để tiểu thư nhà ta phải đến hỗ trợ. Nam nhân mà, phải dựa vào bản lĩnh chính mình mới được. Hai lão nhân áo đen hướng về phía Tiêu Viêm cười to. Chợt, không gian xung quanh hai người vặn vẹo. Một lát liền từ từ biến mất, khi xuất hiện một lần nữa thì đã ở trên người tứ dực độc giác thú. Huân Hy nghiêng đầu đưa mắt nhìn thân hình người thanh niên đứng sừng sững giữa sân. Một lát sau, tay áo vung khẽ, cuồng phong nổi lên, con tứ dực độc giác thú phát ra tiếng kêu trầm thấp liền vũ động bốn cánh, nhanh chóng bay khỏi ngoại vi Diệp Thành. Tiêu Viêm ca ca, bảo trọng, thanh âm êm ái rất nhỏ, mang theo cuồng phong truyền xuống quanh quẩn trong tai Tiêu Viêm. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm bóng đen đang đi xa dần, hai tay áo chậm rãi nắm chặt. Huân Nhi, ở cổ tộc chờ huynh. Lần gặp mặt sau, ta sẽ cho cổ tộc sáng mắt ra, cho bọn họ biết ánh mắt của muội không sai. Tiêu gia,
không có phế vật. Bóng đen khổng lồ nhanh chóng nhỏ dần, biến mất ở cuối chân trời. Không khí trong sân cũng vì vậy mà thêm vài phần cô tịch. Ánh mắt Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn bóng đen biến mất cuối chân trời, thật lâu sau mới than nhẹ một tiếng. Yên tâm đi, về sau cũng không phải là không thể gặp mặt. Tiểu Y Tiên đứng phía sau Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm mỉm cười, gật gật đầu rồi quay về phía ngoài viện, cười nói, Diệp Trọng trưởng lão có thể đi vào đây một chút không? Ha ha, Tiêu Viêm tiên sinh khách khí. Tiêu Viêm dứt lời không lâu, tiếng cười của Diệp Trọng cũng nhanh chóng vọng vào. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng đi vào viện, chính là Diệp Trọng và Hân Lam. Tiêu Viêm xoay người đi vào thạch đình ngồi xuống, đám người Diệp Trọng cũng theo sau. Sau đó mỗi người cùng ngồi xuống và tập trung nhìn vào hắn. Diệp Trọng trưởng lão, không biết còn bao lâu nữa mới diễn ra đan hội. Mà hình như trước khi đan hội bắt đầu sẽ tuyển vòng sợ loại, vì sao lại thế? Tiêu Viêm mỉm cười, hỏi. Chuyện về đan hội, hắn không thể nào biết được cặn kẽ bằng Diệp Trọng. Nói chính xác thì hẳn là còn 7 tháng, nhưng đan hội chính là sự kiện rất khó gặp của cả đan tháp lẫn Trung Châu. Bởi vậy, quy củ rất nhiều. Không, ít luyện dược sư từ nửa năm trước, thậm chí là một năm trước đã tới Thánh Đan Thành. Diệp Trọng cười nói, Thánh Đan Thành, ha ha, Thánh Đan Thành chính là tổng bộ đan tháp, xưng là Đan Thành. Diệp Trọng cười nói tiếp, về vòng sơ loại đan hội, chính là để chọn ra một ít người ưu tú trong đan hội. Dù sao, đan hội vẫn là đại hội cao tầng nhất của toàn bộ luyện dược sư trên đại lục, không phải luyện dược sư thì không có tư cách tham dự. Những người tham gia đan hội, đầu tiên là cần phải có được phiếu tiến cử. Chuyện này cũng không thành vấn đề, chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Đến lúc đó, Lão Phu sẽ chuẩn bị cho Tiêu Viêm tiên sinh một phần. Diệp gia ta tuy nói đang từ từ xuống dốc, nhưng tư cách viết phiếu ứng cử vẫn có. Đan hội, ngoại trừ yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với năng lực ra, còn lại những thứ khác không có vấn đề gì. Về phần tuổi tác vẫn tương đối dễ dãi, chỉ cần ngươi không phải là lão quái vật nổi tiếng đại lục đều có thể tham dự. Dĩ nhiên, một người chỉ có thể tham dự đan hội một lần duy nhất. Tham dự lần này thì lần sau sẽ có quyền được tham gia, không hạn chế tuổi. Như vậy, đối với một vài luyện dược sư trẻ tuổi có chút không công bằng sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi ngẩn ra, cau mày nói. Ha ha, thế gian nào có hai chữ công bằng? Hơn nữa, những người có lòng tin tham gia đan hội phần lớn đều có thiên phú luyện chế thuốc, tự cho bản thân đủ sức rồi. Diệp Trọng lắc đầu, cười nói. Đan hội cũng có chọn lựa cấp độ, chia làm thiên, địa, nhân, ba cấp. Tương đương với 3 lần sàng lọc. Luyện dược sư có thể trải qua đợt tuyển chọn thiên cấp mới có tư cách tiến hành cuộc đua cuối cùng. Thiên, địa, nhân, ba cấp. Tiêu Viêm chau mày. Không hổ là đại hội luyện dược sư cao cấp và chất lượng nhất đại lục. Chỉ là sàng lọc, tuyển chọn mà đã phức tạp như vậy. Ha ha, rất phiền toái. Cho nên, những người muốn tham dự đan hội, phần lớn sẽ đến Thánh Đan Thành trước thời hạn 2-3 tháng. Nói cách khác, Tiêu Viêm tiên sinh chỉ còn 4 tháng thời gian để chuẩn bị. Diệp Trọng gật đầu, cười. 4 tháng. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, cảm giác được thời gian quá cấp bách. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn nhất định phải có. Mà ở đây, trước hết phải lấy được danh ngạch xếp hạng từ 10 trở lên, nếu không mọi chuyện đều không thể thực hiện được. Về phần cậy mạnh mà đoạt lấy, dù nghĩ hắn cũng chưa dám nghĩ đến. Đan Tháp là một trong những thế lực đứng đầu Trung Châu. Chưa nói đến việc mình có thực lực để cướp đoạt hay không, cho dù có cướp đoạt được đến tay cũng sẽ đắc tội với toàn bộ luyện dược sư ở Trung Châu, mà bản thân sẽ là công địch của toàn bộ luyện dược sư trên đại lục. Vừa nghĩ đến đây, da đầu Tiêu Viêm có cảm giác tê dại. Còn nữa, sự đáng sợ của đan tháp không phải ở chiến lực mà là lực hiệu triệu. Đối với lực hiệu triệu của một luyện dược sư cao giai trong lòng Tiêu Viêm hiểu rất rõ. Huống chi, ở đây số lượng luyện dược sư còn nhiều gấp vô số lần. Lực hiệu triệu chỉ sợ dùng hai chữ đáng sợ cũng không đủ hình dung. Xem ra, 4 tháng tới phải tích cực tu luyện thuật chế thuốc. Tiêu Viêm khẽ thở dài thầm nhủ. Mặc dù hắn rất có lòng tin với bản thân, nhưng đan hội này không phải là đại hội luyện dược sư ở đế quốc Gia Mã. Đây là đại hội mà toàn bộ luyện dược sư ở Trung Châu, thậm chí cả đại lục đều muốn tham dự. Bởi vì, ai cũng biết, chỉ cần danh tiếng của họ được lan truyền rộng ra trong đại hội thì cũng tương đương với chuyện trở thành người nổi bật trong toàn bộ luyện dược sư trên đại lục.
Vinh quang này chỉ sợ là mục tiêu phấn đấu cuối cùng của vô số luyện dược sư. Bởi vậy, đối mặt với vô số luyện dược sư đến từ khắp mọi nơi trên đại lục, cho dù có năng lực như Tiêu Viêm cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Trong lòng đã quyết định, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt liếc nhìn Hân Lam ở bên cạnh, rồi lại nhìn vẻ mặt tươi cười thân thiết của Diệp Trọng, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, Diệp Trọng trưởng lão, năm đó ta nhận lời Hân Lam giúp Diệp gia ngươi leo lên chức vụ trưởng lão đan tháp tuyệt không phải hư ngôn. Không biết ngài có thể cho ta biết tư cách để chính thức gia nhập trưởng lão hội không? Nghe vậy, Hân Lam cùng Diệp Trọng ngẩn ra, trên khuôn mặt nhất thời lộ rõ vẻ kích động sâu sắc và mừng như điên. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1112, Trưởng lão hội. Sự kích động lẫn mừng rỡ như điên của hai người Diệp Trọng và Hân Lam kéo dài đến một lúc lâu sau mới từ từ bình ổn. Trải qua nhiều chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người Diệp gia đều không còn chút nghi ngờ nào đối với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiên sinh, thật ra thì những điều kiện để vào trưởng lão hội của đan tháp cũng không có khó khăn gì đặc biệt. Dĩ nhiên, đây chỉ là cách nói tương đối thôi. Chí ít, luận về tình trạng hiện tại của Diệp gia ta thì không thể nào đạt tới điều kiện này. Diệp Trọng xoa xoa đôi bàn tay, thở dài nói, trong đan vực có 5 đại gia tộc truyền lưu từ rất lâu trước đây. Lúc ấy, những tộc trưởng sáng lập ngũ đại gia tộc ấy đều là thành viên hạch tâm của đan tháp. Mà dựa theo điều kiện họ đặt ra, sau này khi ngũ đại gia tộc đạt tới những điều kiện tối thiểu nào đó, liền có thể tiến nhập vào trưởng lão hội đan tháp chiếm một vị trí. Ngũ đại gia tộc ở đan vực đều có thực lực rất mạnh. Hơn nữa, dựa vào danh tiếng khổng lồ của đan tháp, căn bản có thể làm mưa làm gió tại đan vực. Cho dù thế lực băng hà cốc có gặp bọn họ, cũng phải nể mặt vài phần. Nói đến đây, vẻ mặt Diệp Trọng ảm đạm đi. Thông thường cách một đoạn thời gian, đan tháp sẽ tiến hành khảo hạch với ngũ đại gia tộc. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn của khảo hạch liền có thể tiếp tục giữ vững một chỗ trong trưởng lão hội. Khảo hạch như thế nào? Tiêu Viêm híp mắt lại, nhẹ giọng hỏi. Đan tháp rất coi trọng việc bồi dưỡng những người trẻ tuổi. Mà khảo hạch, tự nhiên sẽ khảo hạch những người trẻ tuổi. Ánh mắt Diệp Trọng liếc nhìn Hân Lam một cái, khẽ thở dài. Thế hệ sau của Diệp gia cũng không xuất hiện nhân tài như người ta, tựa hồ như phiên thú luyện đan dần mai một lần, thậm chí so với một vài luyện dược sư bên ngoài cũng không bằng. Trong thế hệ tuổi trẻ lần này, chỉ có Hân Lam xem như thiên phú không tồi. Bất quá, chỉ mới đạt đến ngũ phẩm luyện dược sư mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Trọng, trên mặt Hân Lam đầy vẻ xấu hổ. Mỗi một lần khảo hạch, ngũ đại gia tộc đều phái ra một tộc nhân trẻ tuổi tiếp nhận khảo thí của đan tháp. Nếu như thông qua khảo thí, vị trí trong trưởng lão hội của gia tộc sẽ được giữ lại. Nếu không thông qua được khảo thí thì sẽ rất nguy hiểm. Diệp gia ta đã 2 lần không được thông qua khảo thí rồi. Lúc này đây, nếu lại tiếp tục không thông qua được đợt khảo thí lần này, không chỉ hoàn toàn mất đi tư cách tiến nhập trưởng lão hội của đan tháp, còn bị chèn ép rời khỏi ngũ đại gia tộc. Ngũ đại gia tộc là con đường tắt để tiến vào tầng lớp cao tầng trong đan tháp. Cho nên, sẽ có vô số ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào vị trí này. Chỉ cần Diệp gia ta bị bài trừ đi, mấy tên gia hỏa kia sẽ lập tức xông vào chiếm chỗ mất thôi. Điều kiện khảo hạch rất hà khắc sao? Tiêu Viêm hạ giọng hỏi. Diệp Trọng gật đầu, thở dài, tư cách tham gia loại khảo hạch thấp nhất, cần phải có luyện dược sư đạt tới ít nhất là lục phẩm. Mà muốn thông qua đợt khảo thí thì luyện dược sư phải đạt tới trình độ thất phẩm mới có thể. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chậm rãi nói, thất phẩm cũng không khó cho lắm. Lão, già như ta đây tu luyện nhiều năm mới đạt đến cấp bậc như vậy. Tiêu Viêm tiên sinh có thiên phú dị bẩm nên không ngại. Nhưng thế hệ trẻ của Diệp gia ta, làm gì có ai đạt tới trình độ này? Diệp Trọng cười khổ, nói, hơn nữa, bết bát nhất, chính là vì Diệp gia ta 2 lần trước không thông qua được khảo hạch. Lần này, tại khảo hạch, Diệp gia ta phải đạt vị trí từ thứ 3 trở lên mới có đủ tư cách tiến vào trưởng lão hội. Từ vị trí thứ 3 trở lên, Tiêu Viêm ngẩn ra. Ai? Thanh thế tứ đại gia tộc kia hiện giờ càng ngày càng lớn, thiên tài trẻ tuổi trong tộc xuất hiện lớp lớp.
Tuy rằng với loại khảo thí này thì có lẽ bọn họ sẽ phái những tộc nhân trẻ tuổi tinh nhuệ ra tay. Nhưng nếu muốn đạt được vị trí thứ ba trở lên, cho dù Diệp gia ta thực sự có được thất phẩm luyện dược sư cũng chỉ sợ khó mà đạt được à. Diệp Trọng thở dài nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhịn không được nhìn cảnh Diệp gia xuống dốc mà lắc đầu. Người ta không cần phái người tinh nhuệ nhất trong tộc gia cũng có thể thông qua khảo thí, mà Diệp gia thì ngay cả điều kiện cơ bản nhất của khảo thí cũng chưa đạt tới. Thực lực Diệp gia cùng tứ đại gia tộc còn lại chênh lệch quá xa. Nhìn bộ dáng này của Tiêu Viêm, Diệp Trọng giống như biết hắn đang nghĩ gì, nên hơi đỏ mặt. Gia tộc hiển hách như vậy đến thế hệ của lão lại suy bại thành bộ dáng hiện tại, thể diện của lão xem như đã không còn. Chuyện khảo hạch này, giao cho ta đi. Bất quá, chẳng lẽ khảo thí này có thể mời ngoại nhân tương trợ sao? Nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp đó của Diệp Trọng, Tiêu Viêm cũng không muốn đả kích quá nhiều đến tâm tình yếu ớt của lão, trầm ngâm nói. Không thể. Diệp Trọng lắc đầu, vội vàng nói, tuy nhiên, có phương pháp có thể làm được. Chỉ là phải ủy khất Tiêu Viêm tiên sinh một chút. Tiêu Viêm ngẩn người, chau mày nói, có ý gì? Diệp Trọng liếc nhìn Hâm Lam ở bên cạnh, thoáng chần chừ, nói. Khi tiến cử với đan tháp, có thể nói Tiêu Viêm tiên sinh là con rể Diệp gia ta. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm nhất thời khẽ biến, trầm giọng nói, chủ ý này của ông cũng quá liều lĩnh đi. Ta là nam nhân nên sẽ không có chuyện gì, nhưng còn lệnh ái ngươi, sau này làm sao gặp người khác được. Tiêu Viêm tiên sinh đừng nóng vội, đây chỉ là xưng hô về mặt hình thức mà thôi, sẽ không để ngươi phải chịu trách nhiệm gì cả. Diệp Trọng thở dài, nói, Diệp gia đã đến lúc sinh tử tồn vong, tất cả tộc nhân Diệp gia đều đang chuẩn bị đánh cược một lần, cho dù thế nào chúng ta cũng phải thừa nhận. Tiêu Viêm chau mày, một lát sau mới nói, như vậy, có thể để ta thay thế Diệp gia tham gia đợt khảo hạch kia. Diệp Trọng gật đầu, chân thành nói, chỉ cần có thể thông qua đợt khảo hạch lần này, Diệp gia có thể một lần nữa chiếm một vị trí trong trưởng lão hội. Kể từ đó mới có thời gian mà phát triển. Chỉ cần thông qua khảo thí, Tiêu Viêm tiên sinh cùng Diệp gia ta sẽ không còn nửa điểm quan hệ. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ khẩn cầu của Diệp Trọng, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ thở dài. Lão gia hỏa này xem ra đã đến bước đường cùng rồi. Nếu như bản thân hắn hiện tại bỏ đi, sợ rằng Diệp gia sẽ hoàn toàn suy bại, ngày sau chỉ có thể là một gia tộc bình thường. Hơn nữa, không được đan tháp che chở, những đối thủ của sợ chỉ sợ sẽ không kiêng nể. Khi đó, Diệp gia sẽ chính thức xong đời. Tiêu Viêm đại ca, xin người giúp Diệp gia ta một lần. Chỉ cần Diệp gia không bị suy bại, Hân Lam nguyện ý làm trâu làm ngựa cho người. Tiêu Viêm còn đang trầm ngâm, Hân Lam ở bên cạnh đột nhiên quỳ xuống, thanh âm thê lương. Bị một màn này, đầu Tiêu Viêm cũng dại ra. Tay áo hắn vung lên phát ra một cỗ nhu lực mạnh mẽ đem Hân Lam nâng dậy nhưng thân hình nha đầu này vẫn quật cường kháng lại không chịu đứng lên. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh thấy thế không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, rồi vươn tay ra đỡ nàng dậy. Tính tình của Tiêu Viêm, ngươi không phải không biết. Hắn đã đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngươi quỳ như vậy lại khiến cho hắn không kiên nhẫn được. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hân Lam, Tiểu Y Tiên đành phải nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm thở dài, ánh mắt chuyển hướng nhìn sang Diệp Trọng, trầm giọng nói, quên đi, tùy ngươi vậy. Bất quá, trước đó phải nói rõ cho ngươi biết, ngàn vạn lần không nên dùng thủ đoạn con rể để ràng buộc ta về sau. Ta sẽ bảo vệ Diệp gia nhưng nếu ngươi dám giở trò thì đừng trách ta không nể mặt. Tiêu Viêm tiên sinh yên tâm, Diệp Trọng ta không phải hạng người vô sỉ như vậy. Nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy, Diệp Trọng nhất thời mừng như điên, trái tim lão đập thình thịch không ngớt. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt vừa chuyển động. Đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt cười cười của Hân Lam có chút không được tự nhiên, ngẩn ra, hỏi, nữ nhân đó sẽ không phải là ngươi chứ? Nghe vậy, thân thể Tiêu Viêm đột nhiên cứng đờ. Hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn gương mặt xinh đẹp đang đỏ lên vì xấu hổ của Hân Lam, cười khổ nói, lão gia hỏa này, không ngờ lại có thể làm ra loại chuyện này. Trên gương mặt Hân Lam lộ ra nụ cười miễn cưỡng, thấp giọng nói, Tiêu Viêm đại ca không cần lo lắng, gia gia cũng đã nói đây chỉ là hình thức mà thôi. Về sau, Tiêu Viêm đại ca chính là nhân vật đứng đầu đấu khí đại lục, Hân Lam cũng biết tự lượng sức mình. Nói đến cuối cùng, Tiểu Y Tiên rõ ràng nhìn thấy đôi mắt xanh lam của nàng đỏ lên rất nhiều, không khỏi khẽ trừng mắt liếc nhìn Tiêu Viêm. Hắn nói thế đã làm tổn thương đến nàng,
Tiêu Viêm có chút xấu hổ. Nếu không phải Hân Lam nói cho hắn biết tin tức về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chỉ sợ hiện tại hắn còn đang chạy loạn khắp nơi. Hơn nữa, sau khi hắn tiến vào đan vực, người ta đi theo hắn làm tùy tùng cũng bận rộn không ít nhưng lại không oán hận một câu. Mà những việc nàng làm cũng đủ để Tiêu Viêm đối xử như bằng hữu rồi. Nếu không hắn hơi đâu quản đến chuyện của Diệp gia. Ai? Chuyện này cứ nghe theo Diệp Trọng trưởng lão đi. Ta sẽ hết sức phối hợp. Tiêu Viêm cười khổ, hung hăng liếc lão, nói. Diệp Trọng cười khan một tiếng, cũng không dám chạm vào hỏa khí của Tiêu Viêm, nói, lần khảo thí này sẽ bắt đầu vào 2 tháng sau cho nên chúng ta phải đích thân đến Thánh Đan Thành. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm tiên sinh nếu cần dược liệu gì cứ nói cho lão phu biết là được. Hết thảy Diệp gia sẽ vì ngươi mà chuẩn bị. 2 tháng sau, nhanh vậy sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời cả kinh. Thời gian cũng quá gấp đi. Diệp Trọng cười khổ, gật đầu. Nếu không phải chỉ còn ít thời gian như vậy, hắn cũng không đến nỗi phải ăn nói khép nép, van cầu một hậu bối a. Cho dù là thuật luyện đan của tên hậu bối này không hề yếu hơn hắn. Ai, 2 tháng thì 2 tháng vậy. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể gật đầu. Vừa lúc, hắn cũng rất hiếu kỳ với đan tháp. Dù sao, nơi đó cũng là thánh địa trong lòng tất cả luyện dược sư trên toàn đại lục. Nhận thấy Tiêu Viêm cũng không còn dị nghị gì, Diệp Trọng thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa, hắn cùng Tiêu Viêm bàn những chuyện có liên quan về đan hội, sau đó liền lôi Hân Lam khóe mắt vẫn đang đỏ hồng lui ra khỏi viện. Đứng ngoài thạch đình, Tiêu Viêm nhìn bóng lưng khuất dần của Diệp Trọng, ánh mắt đầy mong đợi. Thánh Đan Thành truyền thuyết về thánh địa luyện dược sư không biết sẽ náo nhiệt đến đâu. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1113, Hổ tu luyện đan. Sau khi đáp ứng thỉnh cầu của Diệp Trọng, thời gian của Tiêu Viêm liền trở nên cấp bách. Trong 2 tháng ngắn ngủi này, hắn cần phải luyện tập nhiều hơn để nâng cao trình độ chế thuốc của mình. Đối mặt với những luyện dược sư ưu tú đến từ khắp nơi trên đại lục, hơn nữa còn có thể làm danh tiếng từ cuộc thi mà lan truyền ra bên ngoài, dù là Tiêu Viêm cũng cảm nhận được một chút áp lực. Loại tỷ thí này hoàn toàn bất đồng với chiến đấu võ kỹ bình thường. Đây là một lĩnh vực do người khác đánh giá, độ khó có thể còn đến gấp 10 lần khi trùng kích vào bình cảnh đấu khí so với thường ngày. Dù sao, luyện đan cũng không phải chỉ dựa vào việc tinh thần hưng phấn mà cần phải tâm bình khí hòa. Đối với hết thảy mọi thứ trong dược đỉnh phải nắm chặt đến trình độ cực kỳ tinh chuẩn. Cho dù trình độ luyện dược có tăng lên nhưng đối với người khác mà nói, việc này không khác gì đốt tiền hoặc là nói đốt dược liệu. Mặc kệ thiên phú của luyện dược sư đó như thế nào, phải qua rèn luyện thực tế mới là điều quan trọng nhất. Mà muốn luyện tập luyện đan tự nhiên không thể thiếu dược liệu. Tới cấp bậc của Tiêu Viêm, những loại dược liệu dùng để luyện tập cũng đã không phải là loại tầm thường. Nếu sau lưng không có thể lực hùng hậu duy trì chỉ sợ sẽ không thể nâng cao trình độ được. Nhưng may mà hiện tại Diệp gia dù đã tụt dốc nhưng trải qua nhiều năm tích trữ thì tài vật cũng tương đối phong phú. Bọn họ lần này đã đặt tất cả hy vọng vào Tiêu Viêm, vì thế đều tận lực thỏa mãn những yêu cầu của hắn. Những dược liệu quý hiếm ấy do Diệp Trọng phân phó nên không ngừng được vận chuyển đến chỗ Tiêu Viêm. Thời điểm này, nếu không hào phóng ra tay, Diệp gia chỉ sợ thật sự phải xong đời. Dưới sự trợ giúp hết mình của Diệp gia, Tiêu Viêm cũng giảm đi không ít phiền phức trong việc tìm kiếm dược liệu khắp nơi. Hiện giờ, việc duy nhất hắn cần phải làm chính là luyện chế đan dược. Mặc kệ là thành công hay thất bại, ít nhất cũng có thể rút ra một vài kinh nghiệm bổ ích, được dần dần tích lũy, sớm hay muộn cũng có một ngày cải biến và mang đến hiệu quả nhất định. Nhìn khắp đại lục, những luyện dược sư cấp bậc tông sư kia, không có người nào là kẻ lý luận suông. Bọn họ không ai không có kinh nghiệm phong phú đến kinh người. Luyện dược sư, thiên phú dĩ nhiên quan trọng, nhưng kinh nghiệm cũng là một trong những yếu tố hàng đầu bắt buộc không thể thiếu. Những năm gần đây thời gian của Tiêu Viêm lúc nào cũng cấp bách nên hắn chưa từng dừng lại để luyện đan. Hơn nữa, vì dược lão lưu lại cho hắn rất nhiều phương thuốc nên hắn chỉ có một con đường thẳng tiến phẳng phiu. Cứ như vậy, hắn so với những luyện dược sư bình thường tiến triển nhanh hơn. Đương nhiên Tiêu Viêm tự nhiên cũng hiểu được. Mặc dù bước khởi đầu của hắn không thấp, nhưng nhìn khắp đại lục người có điều kiện tốt như hắn chắc chắn sẽ không chỉ có bản thân mình,
thậm chí bước khởi đầu so với hắn còn cao hơn rất nhiều. Muốn vượt qua những người này ở đại hội cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Cho nên, hai tháng này hắn vô cùng vất vả, tập trung hết tinh thần vào việc luyện đan. Bên trong mật thất vô cùng rộng rãi, nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập khắp xung quanh làm cho mật thất như một cái lò nướng nóng rực. Người bình thường ở trong này nếu không ra ngoài nghỉ ngơi mười mấy phút chỉ sợ không thở được mà ngất đi. Mật thất được một loại nham thạch đúc thành. Loại nham thạch này tên là tương nham được lấy từ trong núi lửa. Nó không chỉ cứng rắn mà còn có hiệu quả đặc thù là giữ nhiệt, chuyên môn dùng để kiến tạo luyện đan thất, hiệu quả cực kỳ. Mật thất hoàn toàn không có nửa khe hở, nhìn qua giống như một khối nham thạch khổng lồ. Hiện tại trong mật thất chứa rất nhiều hòm ngọc. Trong đó, mơ hồ tản ra mùi dược liệu nồng nặc. Dưới nhiệt độ nóng bỏng trong mật thất, mùi hương này còn nồng hơn rất nhiều. Ở vị trí trung tâm mật thất, trên thạch đài có một thân ảnh ngồi xếp bằng, trên không trung trước mặt lơ lửng một dược đỉnh đỏ đậm. Bên trong dược đỉnh, hỏa diễm xanh biếc đang thiêu đốt hừng hực, mà nhiệt độ nóng cháy ở nơi này chính là từ dược đỉnh tràn ra. Người đang ngồi ở đây dĩ nhiên là Tiêu Viêm đang khổ tu thuật luyện dược. Từ khi biết được thời gian quá gấp gáp, tất cả thời gian hắn đều tại nơi này, lúc rảnh rỗi thì mở đỉnh luyện đan. Tuy là khổ nhọc nhưng vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì những khổ cực này không tính là gì. Bên trong dược đỉnh, hỏa diễm xanh biếc hừng hực bốc lên. Khi hỏa diễm thiêu đốt mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng sơ khai của viên thuốc, đan hương nhàn nhạt từ trong đó truyền ra. Bộ dáng sơ khai của đan dược được hỏa diễm thiêu đốt dần trở nên tròn trịa. Chừng một canh giờ sau, hai mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm đột nhiên mở ra. Hắn cong ngón tay búng ra tức thì nắp dược đỉnh bật ra xuất hiện một cầu vồng bảy sắc. Nó lướt ra một cách dữ dội rồi tự động rơi vào tay Tiêu Viêm. Ở trong tay Tiêu Viêm là một khỏa đan dược lớn bằng đầu ngón tay cái. Đừng nhìn thể tích nhỏ bé của nó mà lầm. Nếu đưa ra ngoài ắt sẽ làm không ít người chém giết tranh đoạt. Đan dược này tên là thuấn khí đan, một loại đan dược dùng khi tiêu hao đấu khí, cấp bậc miễn cưỡng đạt tới thất phẩm sơ cấp và có tác dụng khôi phục một lượng lớn đấu khí trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, dù cường giả đấu tông phục dụng thì cũng sinh ra hiệu quả cực kỳ to lớn. Nếu hai người chiến đấu đến lúc đấu khí khô kiệt, khi dùng khỏa đan này thì có thể khôi phục một ít đấu khí, cục diện có thể nghịch chuyển nên vì thế một số cường giả đều tranh giành nhau chiếm được nó. Bất quá, chi phí luyện chế đan dược này rất đắt đỏ, nếu không phải là cường giả có tài phú cự đại thì cũng không thể nào tùy tiện phục dụng nó được. Phải biết rằng, thuấn khí đan này Tiêu Viêm trước đó chưa từng nhìn thấy qua. Một là cấp bậc của nó không thấp, hai là hạn chế vì dược liệu quá chân quý thì làm sao có điều kiện luyện chế ra được. Lấy ra một cái bình ngọc từ trong nạp giới, Tiêu Viêm lập tức đặt thuấn khí đan vào trong. Giờ phút này, trong bình ngọc vẫn còn có 6 khỏa thuấn khí đan khác và đây cũng chính là thu hoạch trong 20 ngày qua của hắn. Ở trong mật thất này hơn nửa tháng, Tiêu Viêm căn bản chưa từng bước chân ra ngoài. Dù sao dược liệu dùng hết sẽ tự có người đưa vào nên hắn dùng tất cả tinh thần tập trung toàn bộ để luyện đan. Hắn mất ăn mất ngủ luyện đan như vậy, thu hoạch tự nhiên không nhỏ. Thất phẩm sơ cấp đan dược được hắn luyện chế thành công không ít. Thậm chí, cả thất phẩm trung cấp đan dược cũng thành công một lần. Trải qua thời gian luyện đan điên cuồng như vậy, Tiêu Viêm có thể cảm giác rõ ràng thuật luyện đan của mình tăng trưởng không ít. Đương nhiên, thiên phú luyện đan của Tiêu Viêm cho dù là dược lão cũng không thể phủ nhận. Trước khi dược lão rời đi, Tiêu Viêm nhiều lắm chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Nhưng hôm nay, trải qua bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, hắn đã có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Tiêu Viêm đã rất phấn đấu nhưng không thể không nói thiên phú cũng rất quan trọng. Bất quá, sau 20 ngày luyện đan điên cuồng vẫn làm cho Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên. Dĩ nhiên là đấu khí trong cơ thể cũng từ từ tăng trưởng bằng một tốc độ thong thả. Một phen suy nghĩ khiến hắn giật mình hiểu ra, luyện đan vốn là chuyện tiêu hao tinh thần lực, cho dù là đấu khí hay linh hồn lực cũng không thoải mái. Trong thời gian này, đấu khí trong cơ thể một khi không còn, Tiêu Viêm liền tiến vào trạng thái tu luyện, đợi cho đến khi đấu khí phục hồi liền không ngừng luyện đan, đây chính là hình thức tiêu hao rồi bổ sung. Cho nên đấu khí được tăng cường cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Ngồi trên thềm đá, Tiêu Viêm thoáng chốc đã hồi phục một chút đấu khí, thở ra một ngụm chọc khí, thấp giọng lẩm bẩm, lấy thuật luyện dược hiện giờ của ta. Xác suất luyện chế thành công thất phẩm sơ cấp đan dược đã tương đối khá,
Về phần thất phẩm trung cấp đan dược lại quá ít nhưng có thể từ từ nâng dần lên. Tuy so với những thất phẩm luyện dược sư bình thường còn tốt hơn nhiều nhưng vẫn không đủ à. Mong muốn chen chân vào top 10 tại đan hội, chỉ bằng vào thất phẩm trung cấp đan dược rõ ràng quá khó khăn. Dựa theo ước đoán của Tiêu Viêm, ít nhất cũng phải là thất phẩm cao cấp đan dược mới có thể nắm chắc tiến vào 10 hạng đầu. Thất phẩm cao cấp, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi siết chặt, khóe mắt lóe lên ngoan sắc. Thất phẩm cao cấp mà thôi, hắn không tin bản thân không làm được. Trong đầu xuất hiện ý niệm cố chấp này, bàn tay Tiêu Viêm lấy ra những dược liệu được chuẩn bị đầy đủ từ trong hòm. Bàn tay vung lên, những dược liệu nhất thời phiêu phù trên không, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Tiêu Viêm khẽ hừ lạnh cong ngón tay búng ra, dược liệu lần lượt tiến vào bên trong dược đỉnh. Theo biến hóa của thủ ấn, hỏa diễm xanh biếc bùng lên một lần nữa thiêu đốt. Tiêu Viêm bế quan luyện đan điên cuồng, cho dù là bọn người Diệp Trọng cũng cảm thấy lo lắng liên tục than thở không thôi. Có thể có được thành tựu như hiện tại ở độ tuổi này quả nhiên không phải vô căn cứ. So sánh với hắn, những tộc nhân trẻ tuổi của Diệp gia chẳng khác nào phế vật. Tiêu Viêm bế quan luyện đan ước chừng đã được một tháng mà vẫn chưa hề rời khỏi mật thất. Luyện đan điên cuồng như vậy hẳn thành quả cũng tương đối kinh người. Thấp phẩm sơ cấp, trung cấp đan dược luyện chế thành công ngày càng nhiều. Thậm chí, sau hai lần luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược thất bại, thuật luyện đan cũng dần có chút tiến bộ. Xem tình trạng hiện tại của hắn thì thất phẩm cao cấp đan dược có thể sắp được ra lò. Khi Tiêu Viêm đang ở một tháng cuối cùng khổ tu luyện đan trong mật thất thì từng tiếng chuông bỗng vang lên dồn dập. Tiêu Viêm đang ở trạng thái luyện đan cũng bị tiếng vang đột ngột này làm tỉnh lại, thoáng ngẩn người, sắc mặt có chút biến hóa. Hắn biết, khi thanh âm này vang lên chính là lúc Diệp gia đang trong cơn nguy cấp. Diệp gia đã xảy ra chuyện gì? Chau mày, Tiêu Viêm đứng dậy, mở cửa mật thất. Hiện tại hắn đã đáp ứng Diệp gia, cho nên chuyện tình của Diệp gia hắn không thể không quản. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm đã tiêu hao đại bộ phận dược liệu cất chứa của Diệp gia nên hắn rất băn khoăn, cũng biết Diệp gia đã đặt tất cả hy vọng lên người hắn. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1114, Tào gia. Tiêu Viêm từ trong luyện đan thất lao ra, nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của Tiểu Y Tiên, lập tức tiến tới chau mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Tiêu Viêm chau mày, Tiểu Y Tiên giang tay, nói, Diệp gia gặp chút phiền toái. Phiền toái? Cư nhiên còn có người dám tìm đến Diệp gia gây hấn. Ánh mắt Tiêu Viêm thoáng lướt qua xung quanh đan thất, nhìn thấy toàn bộ hộ vệ Diệp gia đã rút sạch liền hiểu được phiền toái lần này hiển nhiên không phải là chuyện tầm thường. Bất quá, chuyện làm cho Tiêu Viêm có chút kỳ quái chính là sau lần đại chiến trước ở Diệp Thành đã có rất ít người dám trêu chọc Diệp gia. Vậy, hôm nay, người nào dám đến Diệp gia chứ? Lần này đến Diệp gia cũng không phải là thế lực bình thường. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm như vậy, Tiểu Y Tiên giống như biết hắn đang suy nghĩ điều gì, cười nói, Tào gia, một trong ngũ đại gia tộc của đan vực. Tào gia, Tiêu Viêm chau mày, đối với đan vực ngũ đại gia tộc hắn tự nhiên đã nghe qua, mà Tào gia chính là một trong số đó. Đương nhiên, gia tộc này không phải là gia tộc mà Diệp gia có thể so sánh, nhân tài luyện đan ở gia tộc này vẫn sinh ra ùn ùn khiến cho danh vọng Tào gia càng lúc càng được nâng cao. Ngũ đại gia tộc, ngoại trừ đan gia gia chỉ sợ Tào gia là mạnh nhất. Hơn nữa, Tào gia cũng coi như thuộc cao tầng của đan tháp. Có chỗ dựa vững chắc này, dù là thế lực lớn như băng hà cốc cũng không dễ dàng trêu chọc bọn họ. Dù sao, năng lực của đan tháp cả Trung Châu không ai không biết. Mà cũng chính vì như thế, cho nên mấy năm nay, Tào gia như mặt trời giữa trưa, có lực ảnh hưởng tại đan vực càng ngày càng lớn. So sánh cùng với Diệp gia đang trên đà suy bại mà quả thực chính là bầu trời so với mặt đất. Bọn họ đến Diệp gia gây hấn, Tiêu Viêm trầm ngâm nói, hắn cũng không ngờ Tào gia lại mò đến. Tựa hồ là bởi vì chuyện hôn sự của huynh cùng Hân Lam. Ban đầu khi bọn người Diệp Trọng đến lúc cùng đường mặt lộ đã tính gả Hân Lam cho Tào gia. Như thế, Tào gia có thể giúp bọn họ thông qua khảo thí. Nhưng như vậy, Diệp gia khó tránh khỏi bị Tào gia thôn tính. Cho nên sau khi ngươi xuất hiện, Diệp gia liền bỏ qua việc hôn nhân này. Ai ngờ được, Tào gia kia lại đột nhiên cố ý đến đây mang Hân Lam đi.
Tiểu Y Tiên nói. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống. Tào gia cũng quá bá đạo. Gia tộc này muốn cưới Hân Lam thì chỉ sợ có chủ ý hoàn toàn muốn thôn tính Diệp gia thôi. Diệu lão tiên sinh đâu? Hắn đang ở tiền viện tọa trấn, miễn cho Tào gia cậy mạnh xông vào. Tiêu Viêm gật đầu, hơi trầm ngâm liền xoay người hướng tiền viện bước đi, trầm giọng nói, đi thôi, bản thân huynh muốn nhìn Tào gia có chỗ nào giỏi. Cái loại việc cướp người này, ta lần đầu tiên thấy qua. Tiểu Y Tiên cười khẽ, gật đầu, bước theo. Ở tiền viện Diệp gia, giờ phút này có một nhóm lớn người đang vây lại, không khí rất khẩn trương tựa như đang dương cung bạt kiếm. Tiền viện rộng rãi đã ngăn thành hai trận doanh phân biệt rõ ràng. Một bên là đám người Diệp gia, bên còn lại là 100 thân ảnh áo đỏ. Những người này đều đứng thẳng tắp toát ra khí thế ngạo nhân. Nhìn Diệp gia phía đối diện, địa vị của Tào gia quả thật Diệp gia không thể nào so sánh. Ở trước đoàn người Tào gia có hai lão già áo đỏ. Hai người này đều mang vẻ mặt hờ hững, cả người tràn ngập khí thế mạnh mẽ, hai tay giấu ở tay áo, nhìn bộ dáng chắc hẳn không phải nhân vật tầm thường. Dĩ nhiên, làm cho mọi người để ý cũng không phải là hai người này mà là một lão nhân mặc áo bào cho đang đứng trước mặt hai người này cùng với một nam tử mặc áo bào luyện dược sư màu tím. Lão nhân mặc áo bào cho nhìn qua tựa hồ rất cao tuổi, khuôn mặt chồng chất những nếp nhăn, nhìn như sắp gần đất xa trời. Nhưng lão có thể đứng ở nơi này chứng tỏ thân phận không tầm thường và hơn nữa phải có thực lực rất cao. Hơi thở người này tuy không mạnh mẽ như hai hồng bào lão giả kia nhưng trong lúc mơ hồ đều phát ra khí tức tràn ngập nguy hiểm, người khác tránh xa không kịp. Về phần nam tử mặc áo bào luyện dược sư màu tím nhìn qua rất anh tuấn lộ ra ngạo khí khó có thể che giấu và trên ngực hắn có gắn hai tấm huy chương. Ngạo khí cỡ này cũng không có ai nói gì vì hắn có đủ tư cách. Huy chương có màu xanh nhạt, mơ hồ như có hỏa diễm lượn lờ uyển chuyển, bên trong có khắc hình một cái tháp, trên thân tháp lóe ra 7 ngôi sao tỏa ra từ kim quang mang cực kỳ chói mắt. Thất phẩm luyện dược sư, vây mà lại có thể là huy chương luyện dược sư của đan tháp. Người thanh niên này nhìn qua tầm 30 tuổi, lại có thể là một thất phẩm luyện dược sư. Tào đan thiếu gia, Diệp gia ta thu hồi ước định lúc đầu quả thật có chỗ không đúng. Nhưng chuyện này, trước đây Tào gia cũng không có nửa phần dị nghị nhưng hôm nay, sao lại gióng trống khua chiêng đến đây? Không biết thế là có ý gì? Sắc mặt Diệp Trọng có chút khó coi nhìn bọn người lai giả bất thiện này, trầm giọng hỏi. Ha ha, Diệp Trọng trưởng lão quả thật biết nói đùa. Chuyện hôn nhân đại sự há có thể đùa sao? Lúc trước, Diệp gia ngươi chủ động hứa hôn, giờ lại đột nhiên thu hồi. Điều này khiến Tào gia ta phải ăn nói làm sao với mọi người. Thanh niên mặc áo bào luyện dược sư màu tím cười nhạt rồi nhẹ nắm tay lại, một luồng hỏa diễm nơi đầu ngón tay tóe ra, chợt liếc nhìn Diệp Trọng bằng ánh mắt sắc lẹm. Diệp Trọng trưởng lão có ý trêu Tào gia ta sao? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Trọng nhất thời biến đổi. Tào đan, ngươi không nên cưỡng từ đoạt lý. Người nào không biết dã tâm của Tào gia ngươi? Muốn thôn tính Diệp gia ta, cần gì phải lấy cớ này? Hân Lam cũng nhịn không được cơn giận, gương mặt đã hơi tái xanh, nói. Người thanh niên cười nhạt, nhìn Hân Lam mỉm cười, nói, Hân Lam, bất chấp như thế nào ta cũng coi như là vị hôn phu của nàng. Nàng la hét với ta trước mặt đông người như thế còn ra thể thống gì nữa. Đợi đến khi về Tào gia, ta sẽ dạy nàng thêm một ít quy củ. Tào đan thiếu gia, chuyện hôn sự này chẳng qua là suy nghĩ ban đầu của song phương, còn chưa chân chính quyết định. Cho nên, Diệp gia ta có quyền thu hồi. Sắc mặt Diệp Trọng trầm xuống, nói, hiện giờ Hân Lam sẽ không gả cho Tào gia, về sau cũng vậy. Mong rằng Tào đan thiếu gia không nên dây dưa nữa. Nghe được Diệp Trọng nói thế, hai mắt Tào đan híp lại, cười nhạt rồi nói, ha ha, Diện gia hiện tại thật đúng là có bản lãnh. Diệp Trọng trưởng lão, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng Diệp gia sau khi trải qua lần đại chiến vừa rồi mà có thể một lần nữa khôi phục lại vinh quang năm đó? Tào gia ta không phải như băng hà cốc đâu. Nói đến câu cuối, âm thanh của Tào đan hiện lên chút hàn ý. Nhìn thấy Tào đan cư nhiên không khách khí như thế, khuôn mặt Diệp Trọng cũng chợt tái xanh nhưng cũng không thèm đôi co. Tào gia có không ít luyện dược sư ưu tú, lực hiệu triệu so với băng hà cốc còn mạnh hơn. Hơn nữa, trong những năm này có không ít cường giả đấu tôn nhờ họ luyện chế đan dược. Những người này, nếu Tào gia có yêu cầu gì thì phần lớn sẽ đều không cự tuyệt. Nếu những người này cùng nhau đến,
thanh thế kia quả thật cũng chẳng kém gì Băng Hà Cốc. Hụ, Diệp Trọng, có một số việc cũng nên đem lời nói rút lại đi. Nếu lúc trước đã đưa ra rồi mà giờ lại thu hồi, đích xác có chút không ổn. Hơn nữa, thông hôn với Tào gia thì Diệp gia ngươi cũng có không ít chỗ tốt à. Lão giả mặc áo bào cho nãy giờ chưa nói gì rốt cuộc cũng trừng mắt lên rồi chậm rãi nói, hôm nay chúng ta nhận mệnh gia chủ Tào gia đến mang Hân Lam đi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Trọng khẽ biến, lộ vẻ chút kiêng kỵ liếc nhìn lão giả mặc áo bào cho, chua xót nói, ngay cả Khổ Diệp tôn giả cũng phải tự mình ra tay, Tào gia thật đúng là cho Diệp gia ta mặt mũi à. Cùng Tào gia quan hệ thông gia có lẽ sẽ giải quyết được nguy cấp trước mắt, nhưng ngày sau cả Diệp gia chỉ sợ sẽ phải sửa thành họ Tào rồi. Cho nên chuyện này ngàn vạn lần đều không thể. Hôi bào lão giả lắc đầu cười cười rồi bước tới từng bước chậm rãi. Một luồng khí thế mạnh mẽ như sóng lớn vạn trượng đột nhiên phát ra bao phủ toàn bộ đại sảnh, khiến cho sắc mặt của một vài tộc nhân thực lực hơi yếu của Diệp gia trở nên trắng bệch. Hừ, khi hôi bào lão giả bộc phát khí thế, một thân ảnh đột nhiên hiện ra trước mặt đám người Diệp Trọng. Chân dẫm mạnh trên đất tạo nên những gợn sóng khuếch tán mạnh ra, cùng lúc phát ra một luồng khí thế đáng sợ mạnh mẽ áp chế khí thế của hôi bào lão giả xuống. Tào gia tuy mạnh, nhưng nếu ỷ thế hiếp người, thật không đúng với vị thế của gia tộc. Một đạo thân ảnh áo trắng đột nhiên hiện lên, chính là Thiên Hỏa tôn giả. Ánh mắt lão tập trung nhìn hôi bào lão giả, thản nhiên nói, đấu tôn. Thiên Hỏa tôn giả đột nhiên xuất hiện khiến cho hôi bào lão giả hơi ngẩn ra, ánh mắt ngưng trọng. Vị tiền bối này, vãn bối là Tào Đan. Chuyện hôm nay là chuyện riêng giữa Tào gia cùng Diệp gia, mong tiền bối không nên nhúng tay vào. Ngày sau, nếu cần luyện đan có thể đến tìm Tào gia. Tào Đan nhăn mặt, chắp tay trầm giọng nói. Đối mặt với cường giả đấu tôn hắn cũng không sợ hãi cho lắm. Lấy thế lực to lớn hiện nay của Tào gia thì không thiếu những cường giả đấu tôn muốn nhờ những trưởng bối trong tộc ra tay luyện đan. Vì vậy, nhìn thấy đấu tôn cường giả cũng không quá mức rung động. Luyện đan. Nghe vậy, Thiên Hỏa tôn gia lại cười, thản nhiên nói, không cần, lão phu muốn luyện đan tự nhiên có người thích hợp giúp rồi. Hắn mời ta bảo hộ Diệp gia, sao lão phu có thể không nhúng tay vào. Nhìn thấy Thiên Hỏa tôn giả không chút lưu tình nào, sắc mặt Tào Đan biến đổi, trầm giọng nói, chuyện hôm nay chính là mệnh lệnh của gia chủ. Ngươi phải theo chúng ta đi và bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn trở. Nếu không sẽ là kẻ địch của Tào gia ta. Nghe được lời đe dọa của Tào Đan, sắc mặt của mọi người Diệp gia trở nên rất khó coi. Ha ha, Tào gia rất có uy phong nha. Bất quá người này, hôm nay ta nhất định phải bảo vệ. Đại sảnh lâm vào một trận yên tĩnh, một tiếng cười lạnh đột nhiên từ từ vang lên làm cho đám người Diệp Trọng, Hân Lam ngẩn ra, sắc mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1115, đánh cuộc. Tiếng cười nhàn nhạt vang lên ở tiền viện làm cho sắc mặt đám người Tào Đan trong nháy mắt trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Chúng khẽ quay đầu, nhìn ra tiền viện. Ở đó, hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ta nói, Diệp gia sao lại cứng rắn như thế? Hóa ra là đã tìm được không ít trợ thủ. Tào Đan nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên đang từ từ đi tới, khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói. Tiêu Viêm nhìn người thanh niên trẻ tuổi này, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc dừng lại ở chiếc huy chương trên ngực hắn. Tào gia không hổ là gia tộc luyện đan, lại có thể bồi dưỡng ra hậu bối cường hãn như vậy. Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm nhìn thấy thất phẩm luyện dược sư khác trừ bản thân hắn. Đương nhiên, thành tựu của đối phương cũng không làm Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc cho lắm. Đại lục rộng lớn như vậy thì hẳn phải có những kỳ tài luyện đan. Hơn nữa, được một thế gia luyện đan như Tào gia bồi dưỡng từ nhỏ đến giờ nên thành tựu tự nhiên hơn xa những luyện dược sư bình thường khác. Nếu như ta nhớ không lầm, vị này tên gọi là Tiêu Viêm. Còn vị này chính là Ách Nan độc nữ nức tiếng đan vực dạo gần đây. Ánh mắt Tào Đan nhìn Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên, cười nhạt nói. Tiêu Viêm đứng bên cạnh Thiên Hỏa, cười nhẹ, nói, phái đoàn Tào gia phái đến quả nhiên không tầm thường. Tiêu Viêm tiên sinh, vị này tên là Tào Đan, được xưng là kỳ tài luyện đan trăm năm khó gặp của Tào gia. Tuổi còn trẻ nhưng đã đạt đến trình độ thất phẩm luyện dược sư. Tại đan vực,
thanh danh của hắn cũng không nhỏ. Diệp Trọng ở phía sau Tiêu Viêm thấp giọng giới thiệu. Tiêu Viêm gật đầu cười, mắt nhìn Tào Đan, nói, Tào Đan thiếu gia, chuyện của Diệp gia và Tào gia vốn chỉ là ân oán nhỏ, sao mỗi bên không lùi một bước? Nhìn khuôn mặt mỉm cười của Tiêu Viêm, trong mắt Tào Đan thoáng xuất hiện lãnh ý, thản nhiên nói, lùi một bước. Tào gia ta sẽ ăn nói với mọi người như thế nào? Ban đầu, Diệp gia đến cửa hứa hôn, Tào gia chúng ta đã truyền ra cho mọi người bên ngoài biết rồi. Hiện giờ, nếu như không kết hôn, Tào gia ta chẳng phải quá mất mặt sao? Chuyện này còn chưa thể tính là ân oán hử. Vậy ý tứ của Tào thiếu gia hẳn là bắt buộc phải đưa người về trong hôm nay rồi. Tiêu Viêm bước đi từng bước, nhẹ giọng cười nói. Đối với khí thế kinh người của Tiêu Viêm, Tào Đan bỗng híp mắt lại. Lấy thiên phú luyện đan của hắn, trong những năm qua rất ít khi bị người trẻ tuổi đối xử như vậy. Nhìn Tiêu Viêm trước mặt, Tào Đan chẳng những không lùi lại mà còn tiến về trước một bước, đối diện với Tiêu Viêm chỉ trong khoảng cách ngắn ngủn một xích. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm rồi nói, Tiêu Viêm, ta đã nghe nói qua về ngươi, cũng biết thực lực của ngươi. Nhưng ngươi phải rõ ràng một chuyện, Tào gia ta không phải như băng hà, cốc. Chỉ cần Tào gia ta hô một tiếng, cho dù là ngươi, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy cực kỳ đau đầu. Ta ngay cả người của hồn điện cũng dám giết, chẳng lẽ ngươi cho rằng người Tào gia ngươi có thể so với hồn điện sao? Năm ngón tay Tiêu Viêm chậm rãi mở ra, thanh âm bình thản nói. Nghe vậy, sắc mặt Tào Đan khẽ biến. Tào gia bằng vào lực hiệu triệu đúng là có thể so sánh ngang với băng hà cốc. Nhưng nếu so với hồn điện mà nói, quả thật Tào gia hắn không có tư cách ngang hàng. Dù sao, hồn điện cùng đan tháp là những tồn tại đáng sợ cỡ nào chứ? Tào gia hắn bất quá chỉ dựa hơi đan tháp mà thôi, làm sao có thể so với hồn điện được? Tiêu Viêm, ta biết ngươi rất có đảm lược nhưng đôi khi cũng phải có lý trí một chút. Hôm nay nếu không thể để mấy người chúng ta mang Hân Lam đi, ta tin tưởng lần sau chỉ bằng vào hai cường giả đấu tôn bên ngươi cũng không có tác dụng gì đâu. Thực lực này, Tào gia ta vẫn có thể có. Lấy tính nết cao ngạo của Tào Đan tự nhiên không thể chịu thua Tiêu Viêm. Ngay lập tức một tiếng cười lạnh vang lên, vì Diệp gia mà đắc tội với Tào gia thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, nếu ngươi nguyện ý Tào gia ta rất hoan nghênh các ngươi. Tiêu Viêm bật cười, lắc đầu, nói, quên đi, Tào Đan thiếu gia. Những lời ngươi nói đối với ta không có sức hấp dẫn nào cả. Hôm nay mời ngươi rời khỏi đây thôi, Hâm Lam không thể đi theo các ngươi. Tiêu Viêm, ngươi thật không thức thời. Bị Tiêu Viêm trắng trợn cự tuyệt, sắc mặt Tào Đan dần âm trầm, phẫn nộ quát. Tiêu Viêm cười nhạt, hai tay khoanh trước ngực, đối diện với Tào Đan không khoan nhượng. Dưới ánh mắt soi mói của Tiêu Viêm, sắc mặt Tào Đan càng ngày càng lạnh. Mà những nếp nhăn trên trán của Hôi Bào lão giả cũng nhíu lại, bước tới một bước. Nếu còn bước thêm một bước, chết. Lấy thực lực nhất tinh đấu tôn của ngươi, còn chưa có tư cách ở đây dương oai. Hôi Bào lão giả vừa mới bước một bước, trước mắt liền lóe ra một bóng trắng, tiếng nói lạnh lùng vang lên truyền vào tai hắn. Nghe được lời này, sắc mặt Hôi Bào lão giả khẽ biến, chăm chú nhìn Tiểu Y Tiên ở trước mặt, trong mắt thoáng hiện vẻ kiêng kỵ. Hắn có thể cảm giác được Tiểu Y Tiên cũng là một cường giả đấu tôn, hơn nữa cấp bậc còn cao hơn hắn. Tiểu Y Tiên vừa nói xong, giống như phá vỡ bầu không khí nặng nề dương cung bạt kiếm trong tiền viện. Tất cả mọi người Tào gia, kể cả hai lão già áo đỏ đều mạnh mẽ tiến lên trước một bước, khí thế mạnh mẽ như làn sóng cuộn trào đầy áp bách. Hừ, nhìn thấy hai lão già áo đỏ bước ra, Thiên Hỏa Tôn giả quát lạnh một tiếng rồi tiến lên một bước đứng cạnh bên trái Tiêu Viêm. Khí thế mênh mông dữ dội tuôn ra, trực tiếp trấn áp khí thế của gần trăm người xuống. Ha ha, thế nào? Tào Đan thiếu gia muốn cường hoành cướp người. Bằng vào một nhất tinh đấu tôn, tựa hồ còn chưa đủ đâu. Tiêu Viêm cười nhạt, nói, Tiêu Viêm, ngươi không nên đắc ý vội. Đắc tội với Tào gia ta không phải chuyện đùa. Lần này, chúng ta thất bại nhưng lần sau chúng ta sẽ mang đến những cường giả mạnh hơn. Đến lúc đó để xem ngươi đắc ý ra sao. Nói đến đây trong mắt Tào Đan chợt lóe hàn quang, chuyển hướng nhìn sang đám người Diệp Trọng, cười lạnh nói, đến lúc đó, cùng lắm thì bọn họ sẽ rời đi. Nhưng còn Diệp gia các ngươi sẽ là nơi Tào gia chúng ta tiết giận. Ngày sau Diệp gia ở Đan vực sẽ không còn tồn tại. Nghe vậy, sắc mặt đám người Diệp Trọng không khỏi biến đổi. Ở thời điểm này,
Diệp gia còn đường nào để đi chứ? Mất đi Tiêu Viêm, Diệp gia sẽ hoàn toàn lưu lạc. Còn nếu vẫn chấp nhận kết thông gia với Tào gia như trước, chắc chắn không lâu sau đó Diệp gia đồng dạng cũng không còn tồn tại. Lão không tin Tào gia sẽ giúp đỡ bọn họ quay lại vinh quang năm nào. Bọn chúng chẳng qua là muốn thôn tính Diệp gia mà thôi. Diệp gia, theo Tiêu Viêm tiên sinh, dù chết cũng không từ. Suy nghĩ sắc bén nảy sinh chỉ trong chốc lát, Diệp Trọng đã hạ quyết tâm, liền hướng về phía Tiêu Viêm ôm quyền, trầm giọng nói. Thấy thế, sắc mặt Tào Đan dần dần âm trầm, thanh âm lạnh lùng nói, tốt, tốt, Diệp Trọng ngươi quả thật có đảm lượng a. Đối với những lời châm chọc, khiêu khích của Tào Đan, Diệp Trọng cũng mặc kệ. Bất kể thế nào, Diệp gia cùng Tào gia cũng đã kết thâm cừu. Tào Đan thiếu gia, mời, thanh âm Tiêu Viêm bình thản vang lên. Lựa chọn của Diệp Trọng khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Lão gia hỏa này đặt tất cả hy vọng lên người hắn, nếu Tiêu Viêm có gì không may, chỉ sợ Diệp gia liền triệt để xong đời. Sắc mặt Tào Đan biến ảo không ngừng, hắn không nghĩ lại phải quay về tay không. Nếu như cường đoạt, đối phương có hai gã cường giả đấu tôn, căn bản sẽ không sợ bọn họ. Trầm ngâm trong lòng một lúc lâu, ánh mắt Tào Đan đột nhiên lướt nhìn sang Tiêu Viêm, nói, nghe nói ngươi là một luyện dược sư. Biết một chút, Tiêu Viêm thuận miệng nói, người này quả nhiên không dễ dàng bỏ qua. Vậy ngươi dám cùng ta đánh cuộc không? Nếu ta thua, hôn sự này Tào gia sẽ không màng đến nữa. Nhưng nếu ta thắng, ngươi không được can dự vào việc này nữa, thế nào? Trong mắt Tào Đan xẹt qua một tia chế nhạo, nói, hả? Tiêu Viêm chau mày tựa hồ có chút hứng thú, híp mắt nói, không biết Tào Đan thiếu gia định đánh cuộc như thế nào. Nhìn thấy Tiêu Viêm có chút hứng thú với chuyện này, trong lòng Tào Đan cười lạnh không thôi. Nếu như là sử dụng đấu khí để đánh nhau, hắn không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Nhưng nếu luận về thuật luyện chế đan dược, hắn sẽ cho Tiêu Viêm biết thế nào là múa rìu qua mắt thợ, tự rước lấy nhục. Trong lòng thoáng qua ý niệm châm chọc, nhưng trên mặt Tào Đan lại có chút vui mừng. Ngươi và ta đều là luyện dược sư, tự nhiên không thể giống như bọn người thô kệch kia chiến đấu lẫn nhau. Cứ dựa theo quy củ luyện dược sư là được. Thao khống hỏa diễm. Tiếng nói vừa dứt, một luồng hắc sắc hỏa diễm đột nhiên từ trong bàn tay Tào Đan dâng lên. Ngọ nguậy không ngừng rồi hóa thành hai con rắn nhỏ màu đen, không ngừng xuyên qua xuyên lại ngón tay giữa, tựa như tinh linh nhu thuận. Tiêu Viêm tiên sinh không nên đáp ứng. Ở phương diện thao khống hỏa diễm, Tào Đan có thiên phú rất cao. Cho dù là bên trong Tào gia, những người có thể giỏi hơn hắn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe được Tào Đan nói thế, Diệp Trọng vội vàng nói. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Viêm thoáng hiện một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, tên Tào Đan này lại có thiên phú ở phương diện thao khống hỏa diễm. Thế nào? Nếu không dám thì nói ra, ta cũng không ép. Ánh mắt Tào Đan nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cười lạnh nói. Bốn chữ ta cũng không ép này từ ngươi nói ra, thật đúng là buồn cười. Tiêu Viêm cười lắc đầu, không để ý đến sắc mặt lạnh lùng của Tào Đan. Chỉ được cái miệng lưỡi trơn tru. Rốt cuộc, ngươi dám thi không? Nếu không, hôm nay ta tuy là quay về tay không nhưng lần sau sẽ không tốt đẹp như vậy đâu. Âm thanh lạnh lùng của Tào Đan vang lên. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiêu Viêm, trong lòng hắn rất tức giận. Ngươi thích thì ta chiều. Tiêu Viêm cười cười. Nụ cười nhìn thế nào cũng lộ ra vẻ xảo trá. Thao khống hỏa diễm, Tiêu Viêm còn chưa từng thi thố cùng ai. Nhưng hắn biết chắc một điều, hắn am hiểu nhất cũng chính là phương diện này. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1116, Ngoạn Hỏa. Nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên lại thật sự chấp nhận đánh cuộc, dù là Tào Đan cũng không nhịn được mà ngẩn ra, chợt liền không nhịn nổi nở một nụ cười lạnh, quả nhiên có đảm lượng. Tiếng cười này cũng không biết là châm chọc hay tán thưởng. Tào Đan quay đầu lại cung kính nói với lão già áo xám, Khổ Cung Phụ, việc này hãy giao cho ta đi. Nghe vậy, lão già áo xám vẫn không thay đổi, sắc mặt gật gật đầu, nhưng trong lòng cũng liền thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của tiểu y tiên làm lông tóc của lão ta nhất tề dựng ngược lên. Danh tiếng ách nan độc thể lão không phải là chưa hề nghe nói qua,
nhưng đạt tới cấp bậc đấu tôn thì thật sự là lần đầu tiên Khổ Cung Phụng lão nhìn thấy trong nhiều năm qua. Đều lui ra đi. Trông thấy lão già áo xám lui về phía sau, Tào Đan chuyển thân quay về đám người phía sau phất tay. Đám người này nhanh chóng lui lại, lập tức mảnh đất bị bao vây trong tiền viện đã lộ ra một khoảng trống. Tiêu Viêm tiên sinh, ngươi thực sự định thử khả năng khống hỏa so với hắn. Diệp Trọng thấy thế thất thần một hồi nhưng nhịn không được thấp giọng hỏi. Danh tiếng dụng lửa của Tào Đan thật sự không nhỏ. Mặc dù Tiêu Viêm cũng là thất phẩm luyện dược sư nhưng nếu chỉ luận về thuật khống hỏa thì cũng có phần mạo hiểm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Nếu không phí phạm sức lực mà có thể đuổi được đám người kia đi đương nhiên là biện pháp tốt nhất. Ai, nếu Tiêu Viêm tiên sinh đã đồng ý liền tùy ngươi vậy. Biết được không thể ngăn cản Tiêu Viêm, Diệp Trọng cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu nhưng liền nhắc nhở, ngọn lửa màu đen trên tay Tào Đan là một loại thú hỏa cực kỳ lợi hại. Nghe nói Tào gia đã phí vô số tâm huyết mới từ lấy được trong cơ thể một ma thú bát cấp. Tuy kém hơn so với dị hỏa nhưng những loại lửa bình thường cũng rất khó chống lại. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngược lại cũng cảm thấy kinh ngạc. Khi ngọn lửa màu đen xuất hiện thì hắn liền cảm nhận được uy lực của nó thật không kém. Sau khi nhắc nhở Tiêu Viêm một chút, Diệp Trọng cũng khẽ phất tay ra hiệu cho những người xung quanh chậm rãi lui về phía sau, để lại cho hai người một không gian vừa đủ. Sau khi mọi người đều lui cả, nét cười của Tào Đan càng đậm hơn. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, cong ngón tay búng ra, trên lòng bàn tay tức thời tuôn ra một ngọn lửa màu đen dữ dội. Nó chợt chuyển động rồi ngưng tụ thành một đầu cự ưng đen tuyền lượn lờ âm trầm đầy quỷ dị. Hỏa diễm của ta tên gọi là Thiên Âm Ma Hỏa, được lấy từ trong cơ thể ma thú bát cấp, Tam Đầu Sư. Cự ưng do ngọn lửa màu đen ngưng tụ đang xoay quanh Tào Đan liền cất ra tiếng gáy vang như muốn khoe khoang thực lực. Mà trong mắt Tào Đan lúc này cũng thoáng hiện vẻ đắc ý. Tuy nói Thiên Âm Ma Hỏa không thể so sánh được với dị hỏa, nhưng uy lực của nó cũng không phải tầm thường. Lúc trước, Tào gia vì đoạt được hỏa diễm này cũng đã hao phí không biết bao nhiêu tâm tư rồi. Chỉ liếc nhìn cự ưng màu đen, Tiêm Viêm khẽ gật đầu tán thưởng. Gia hỏa Tào Đan này kiêu ngạo như vậy cũng không phải là không có lý do. Có thể khống chế ngọn lửa một cách thuần thục thế này thì luyện dược sư bình thường đích thực không thể sánh được. Chỉ đáng tiếc năng lực khống chế hỏa diễm vẫn luôn là sở trường của Tiêu Viêm. Đặc biệt là sau khi tu luyện Lộng Diễm Quyết, Tiêu Viêm khống chế hỏa diễm lại càng đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Lấy năng lực khống hỏa của hắn hiện giờ, cho dù là dược lão nếu giờ đây nhìn thấy thì hẳn cũng phải tán thưởng không thôi. Tào Đan vẫn tự cho rằng đây là sở trường của hắn nhưng không hề nghĩ đến việc này đồng dạng cũng là sở trường của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng cong ngón tay búng ra một luồng hỏa diễm màu xanh chậm chậm hiện lên, sau đó liền tách ra đón gió bèn lập tức nhanh chóng hóa thành một con hỏa lang cực lớn. Nó ngẩng mặt lên trời giống vang một trận, tiếng giống của hỏa lang sau một hồi lâu vẫn quanh quẩn trong cả tòa thành mãi không tiêu tán. Hỏa diễm màu xanh này dĩ nhiên chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. So sánh với tất cả các loại hỏa diễm mà nói, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mới là loại lửa Tiêu Viêm điều khiển thuần thục nhất. Hỏa lang màu xanh vừa hiện ra liền làm nhiệt độ trong không gian xung quanh từ từ tăng lên. À, lúc này đồng tử của Tào Đan cũng đột nhiên co rụt lại, ánh mắt tham lam nhìn hỏa lang, quả nhiên là dị hỏa. Tin đồn quả thật là không sai, tiểu tử này đúng là người có dị hỏa. Bất quá chơi lửa cũng không phải do trình độ mạnh mẽ của hỏa diễm quyết định. Sở hữu dị hỏa cũng không nhất định là đã thuận lợi khống chế được. Liếm liếm môi, trong lòng Tào Đan cười lạnh, ngón tay mạnh mẽ chỉ về phía hỏa lang trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Chợt hỏa ưng màu đen tức thì phát ra tiếng gáy rồi lướt đi trên bầu trời, sau đó kêu một tiếng như xé rách không gian rồi nhanh như chớp dữ dội lướt đến chỗ hỏa lang. Gào! Đối diện với hỏa ưng đang liều chết xông tới, thanh sắc hỏa lang liền thét dài một trận, đôi cánh lửa sau lưng cũng chớp động rồi kéo dài ra. Chỉ khẽ rung liền dương cái miệng rộng dữ tợn hung hăng lao vào hỏa ưng đang bọc trong hỏa diễm. Cả hai đều mạnh mẽ lao vào nhau điên cuồng cắn xé, dường như không màng đến sống chết mà cứ lao vào ăn mòn dần cơ thể đối phương. Nhìn lên trên bầu trời thấy hai thú hỏa đang điên cuồng chiến đấu, phía dưới mọi người đều tắc lưỡi than thầm. Đấu khí đại chiến thì bọn họ đã xem qua không ít trận nhưng đối với kiểu đối chiến bằng hỏa diễm bực này ngược lại rất hiếm thấy. Trên bầu trời, hai đầu thú hỏa đều không phân biệt mà điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau. Chúng vẫn linh hoạt dị thường, bay lên lộn xuống. Các cường giả bình thường quan chiến thậm chí cũng khó mà cử động.
Lần này ai nấy đều rõ ràng năng lực khống chế hỏa diễm khủng khiếp của hai người này. Nếu đổi lại là lực khống chế kém, đừng nói đến ngưng tụ thú hỏa so đấu với nhau, chỉ sợ riêng việc duy trì hình dạng của bọn chúng cũng đã tiêu hao sạch linh hồn lực. Trên bầu trời, vô số chùm hỏa diễm dưới sự chém giết của hai đầu thú hỏa đang không ngừng bay ra rồi từ từ tiêu tán. Tiêu Viêm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn trận chém giết thảm liệt trên bầu trời. Đối với việc khống chế thú hỏa, hắn tùy tâm là có thể chuyển. Trận đánh này cũng chỉ là so đấu xem linh hồn lực bên nào mạnh hơn mà thôi. Cùng so sánh với Tiêu Viêm vẫn ung dung tiêu sái, bên kia sắc mặt của Tào Đan ngược lại thoáng tăng thêm vài phần ngưng trọng. Tại lúc hỏa thú va chạm lần đầu tiên, hắn liền hiểu rõ giờ đây mình quả thực đá nhầm thiết bản. Sự khống chế thú hỏa của đối phương đã đạt đến trình độ ngưng tụ ra thân thể chân thật của hỏa thú. Tiếp tục như vậy, thiên âm ma hỏa khó mà chống đỡ được công kích của dị hỏa. Trận chiến kinh thiên trên bầu trời vẫn tiếp diễn nhưng hỏa diễm trên người Hắc Ưng đã thoáng ảm đạm, Tào Đan khẽ cau mày như liền cười lạnh, ngón tay co lại chợt xuất ra một cái bình ngọc màu hồng. Nắp bình vụt hiện ra một luồng hỏa diễm đỏ chói như máu rồi bắt đầu thoát ra ngoài, sau đó Tào Đan liền cắt ngón giữa, một giọt máu tươi nhập vào bên trong. Hắc hắc, nắm giữ dị hỏa thì thế nào? Chẳng lẽ còn có khả năng ngăn chặn hai loại hỏa diễm của ta sao? Được máu tươi nhỏ vào, ngọn hỏa diễm đỏ như máu tức thì dao động kịch liệt, sau đó theo sự khống chế của Tào Đan hóa thành một đầu liệp cẩu thân thể màu đỏ sẫm. Hai mắt hồng rực lộ ra ánh sáng lạnh lẽo bức người, bốn vó giữa không trung đạp mạnh liền hướng lên trên bầu trời chu lên như muốn thách thức. Đồng thời bay vụt đến gia nhập với Hắc Ưng kia rồi điên cuồng quay về phía hỏa lang cắn nuốt. Sau một khắc đã xé thanh sắc hỏa diễm bao phủ thân thể hỏa lang thành từng mảnh nhỏ. Nhìn thấy một màn này, tức thời trong sân vang lên từng đợt huyên náo. Bên kia đoàn người Tào gia càng vui mừng cất tiếng hoan hô, mà bên phía Diệp gia thì trái lại chỉ yên lặng đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không nghĩ tới, đang thao túng một loại hỏa diễm mà Tào Đan vẫn còn có thể tiếp tục khống chế thêm những loại hỏa diễm khác. Phải biết rằng, muốn khống chế một loại hỏa diễm cũng cần phải có linh hồn lực mạnh mẽ, mà phải khống chế hai loại hỏa diễm thì mức độ tiêu hao càng thêm khổng lồ. Hơn nữa, vì phải nhất tâm nhị dụng cho nên rất ít luyện dược sư có được loại năng lực đồng thời khống chế nhiều loại hỏa diễm. Xem ra, theo như lời của Diệp Trọng thì Tào Đan này có thiên phú cực kỳ ưu tú về hỏa, hẳn không phải là không có đạo lý. Tiêu Viêm cũng bởi một màn này mà cau mày, chợt thản nhiên nói, hai loại thú hỏa mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, cùng lúc đó hắn dùng linh hồn lực khống chế hỏa lang nhanh nhẹn né tránh rồi phản kích. Nó giữ tợn gầm lớn rồi lao vào cắn xé Hắc Ưng và Liệp Cẩu đang đè ép không chút lưu tình. Trong tức khắc, trận chiến quả thực xứng đáng với câu gà bay chó sủa, hỏa diễm bay loạn bắn ra khắp bốn phía. Nhìn thấy Tiêu Viêm cùng hỏa lang vẫn chưa thất bại, Diệp Trọng toàn thân vừa toát đầy mồ hôi lạnh cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Không hổ là dị hỏa, nếu đổi thành những loại hỏa diễm khác chỉ sợ đã sớm bị hai đầu thú hỏa kia cắn xé tan nát rồi. Nhìn thấy hỏa lang được hình thành bởi dị hỏa kia cứ ương ngạnh như vậy, lông mày Tào Đan cũng nhíu lại, chợt trong mắt xẹt qua vẻ ngoan cố. Bàn tay vung lên, trước mặt lại xuất hiện thêm hai cái bình ngọc, nắp bình mở ra liền phóng thích hai loại hỏa diễm một xám một tím lướt ra ngoài không trung như vũ bão. Hai loại hỏa diễm vừa xuất hiện làm Diệp gia bên kia và cho dù đến như Diệp Trọng cũng đều hoàn toàn xanh mặt. Lão không ngờ Tào Đan cư nhiên đã đạt đến trình độ có thể đồng thời khống chế bốn loại hỏa diễm. Điểm này, mặc dù có trình độ như lão cũng tự nhận thấy bản thân không thể làm được a. Chơi lửa với ta. Nếu không phải là bằng vào dị hỏa, ngươi căn bản không thể chống cự khi các loại hỏa diễm của ta hợp lại. Tào Đan cười lạnh một tiếng, lại thêm hai giọt máu tươi bắn vào bên trong hai ngọn lửa vừa xuất hiện. Chúng liền chợt hóa thành hỏa thú, kích thước bành, trướng vô cùng mạnh mẽ, sau đó liền bao vây xung quanh hỏa lang màu xanh. Dưới sự vây công của bốn đầu hỏa thú, mặc dù hỏa lang do dị hỏa hình thành cũng đã có dấu hiệu chống cự không nổi thế công hiểm ác này. Khống chế bốn loại hỏa diễm, uy lực xác thực rất mạnh, nhưng đó rõ ràng cũng là cực hạn của Tào Đan, lúc này trên khuôn mặt hắn đã tái nhợt, có thể dễ dàng nhận ra. Tiêu Viêm, dùng lửa cũng không chỉ cậy vào chất lượng, số lượng cũng rất quan trọng. Sau này tỉ thí với người khác thì ngươi nên nhớ kỹ bài học này. Nhìn hỏa lang liên tiếp bại lui, nét tươi cười của Tào Đan càng ngày càng đậm.
Ánh mắt hướng về phía Tiêu Viêm không che giấu được nụ cười đắc ý. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chợt mỉm cười nói, đa tạ Tào Đan thiếu gia nhắc nhở. Một khi đã như vậy liền lấy số lượng để phân thắng bại đi. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay Tiêu Viêm liền uốn cong lại xuất ra 10 cái bình ngọc, sau đó vang lên một tiếng ầm. Kinh khủng rồi tất cả đều nổ tung. Khi 10 bình ngọc nổ mạnh tức thời 10 đoàn hỏa diễm không màu nào giống màu nào nhanh chóng hiện lên trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Sau đó tất cả đều dao động mạnh mẽ một trận rồi hóa thành 10 đầu hỏa thú đầy dữ tợn. Những loại hỏa diễm này đều là thú hỏa lúc trước Tiêu Viêm dùng để làm chất dinh dưỡng cung cấp cho hóa sinh hỏa. Bất quá sau đó vì có địa tâm châu nên những thú hỏa này đã không còn tác dụng, không nghĩ tới hiện tại lại phải dùng đến. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn sắc mặt Tào Đan bên kia đang dại ra, khóe miệng nở một nụ cười ẩn chứa sự châm chọc không cần che giấu. Chỉ khống chế 4 loại thú hỏa mà thôi lại dám vác mặt ra đây cùng người chơi lửa. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1117, Yêu nữ Tào gia. 10 đạo hỏa diễm tỏa màu sắc, hóa thành hỏa thú, dữ tợn từ từ bay lên không, đủ các sắc màu chiếu xuống phía dưới làm khuôn mặt mọi người đều dại ra, trông vô cùng buồn cười. 10 loại hỏa diễm, cộng thêm thanh liên địa tâm hỏa trước đó chính là 11 loại hỏa diễm. Tiêu Viêm cư nhiên có thể dùng lực lượng của bản thân khống chế được 11 loại hỏa diễm. Một màn này làm rung động toàn trường, dưới sân hiện tại đã hoàn toàn im lặng. Một lát sau mới nghe được từng âm thanh hít sâu đầy lãnh khí chậm rãi vang lên. Khống hỏa, cứ nhiều hơn một loại thì yêu cầu đối với linh hồn lực hà khắc hơn nhiều. Lấy năng lực Tào Đan nhiều lắm chỉ có thể khống chế 4 loại hỏa diễm, vậy đã đủ cho hắn không có đối thủ trong Tào gia. Nhưng Tiêu Viêm hiện giờ khiến hắn hiểu được thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. 11 loại hỏa diễm, mặc dù Tào Đan dùng hết linh hồn lực chỉ sợ cũng không thể điều khiển hoàn toàn, huống chi đem chúng ngưng tụ lại thành hình thú cùng người đánh nhau sống chết. Ngọn lửa hừng hực ở giữa không trung bốc lên, hơi nóng tràn ngập làm cho miệng Tào Đan khô khốc, khuôn mặt vốn tái nhợt giờ phút này lại càng xanh hơn. Chiêu này của Tiêu Viêm quả thật đả kích hắn không nhỏ. Làm sao có thể? Cúi đầu thì thào, trong mắt Tào Đan tràn ngập vẻ bất ngờ khó tin. Tuổi Tiêu Viêm nhìn qua nhỏ hơn hắn rất nhiều, làm sao có thể khống chế 11 ngọn hỏa diễm? Loại tình trạng này cho dù là yêu nữ muội muội được gia tộc tôn sùng cũng không làm được a, không có khả năng. Cùng lúc thanh âm hắn nhỏ dần, ánh mắt Tào Đan trở nên đỏ bừng giống như con bạc bị thua sạch vốn liếng. Hắn giống lên giận dữ, tâm thần vừa động, 4 đầu hỏa thú trên bầu trời mang liền theo tiếng gầm gừ trầm thấp, lướt đến chỗ hỏa thú nhiều màu sắc của Tiêu Viêm. Nhàn nhạt nhìn Tào Đan liều chết đánh cược, Tiêu Viêm hiện nhếch môi cười lạnh, tùy ý vung tay áo lên. Trên bầu trời 11 đầu hỏa thú giống như mãnh hổ xuống núi, cùng 4 đầu hỏa thú của Tào Đan đụng vào nhau, sau đó lao vào một chỗ điên cuồng cắn xé tạo thành từng trận hoa lửa diễm lệ tràn ngập không trung. Đưa mắt nhìn về số lượng hỏa thú kinh khủng của Tiêu Viêm, 4 đầu hỏa thú của Tào Đan đang lâm vào hoàn cảnh ít không thể địch nhiều. Vẫn chưa kiên trì được bao lâu, hỏa diễm trên người chúng đã bị xé tan, trước từng ánh mắt soi mói trong sân từng đầu một đầu chậm rãi tiêu tán. Tào Đan cuối cùng chỉ còn lại một đầu hỏa thú thì Tiêu Viêm từ 11 đầu vẫn còn có 9 đầu tồn tại. Sau khi đầu hỏa thú cuối cùng tiêu tán thì thân thể Tào Đan đã như hóa đá, chợt như bị thương lui về phía sau 2 bước, bật ra một tiếng rên trầm thấp. Bên trong mấy hỏa thú kia đều có linh hồn lực lượng của hắn, bởi vì hỏa thú tiêu tán nên đã tạo thành một ít tổn thương tới linh hồn. Tào Đan lui ra phía sau được hai lão giả vội vàng đỡ lấy, ánh mắt nhìn chằm chằm 9 đầu hỏa thú trên bầu trời, sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng chưa từng dự đoán được, lấy sở trường nhất của mình ra đánh cuộc, cư nhiên lại thất bại thê thảm ở trong tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hắn, khẽ nhếch miệng. Hỏa lang chợt hóa thành một ngọn lửa xanh biếc lướt tới, sau đó tiến vào trong miệng Tiêu Viêm, còn 8 đầu hỏa thú cũng rung lên rồi hóa thành hư vô. Vì chưa qua luyện hóa, những loại thú hỏa này chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó nếu không được bổ sung thì sẽ hết thì năng lượng mà tiêu tán mất. Tào Đan thiếu gia, xin mời. Thu hồi thanh liên địa tâm hỏa, sắc mặt Tiêu Viêm so với Tào Đan tốt hơn rất nhiều. Hắn tu luyện lộng diễm quyết nên khống chế hỏa diễm rất thuận buồm xuôi gió,
huống chi linh hồn lực lượng hắn mạnh hơn xa Tào Đan. Nghe vậy, sắc mặt Tào Đan khó coi hơn rất nhiều. Trước mặt nhiều người như vậy, lại lấy sở trường nhất của hắn cũng thua Tiêu Viêm. Không thể nghi ngờ, hắn giống như đã tự hung hăng tát mình một cái thật đau, chẳng lấy làm kỳ. Quái, vì sao Diệp Trọng đặt hy vọng vào ngươi, quả nhiên có chút tài năng. Ta đã xem thường ngươi. Tào Đan hít sâu vài hơi, cố nén cơn giận vào lòng, nói. Tiêu Viêm cười nhạt. Tuy Tào Đan cũng là thất phẩm luyện dược sư, vốn dĩ Tiêu Viêm nhiều lắm cũng chỉ là mới vào thất phẩm, nhưng hiện tại không đã coi Tào Đan là đại địch. Dù ngày sau có gặp ở đan hội cũng không tạo nên phiền toái gì nữa. Ta đã thua. Yên tâm, ta đã nói là làm. Trong thời gian ngắn, Tào gia ta sẽ không đến gây phiền toái thêm nữa. Nói đến đây, ánh mắt Tào Đan chuyển hướng về đám người Diệp Trọng, lạnh lùng nói, bất quá, Diệp gia muốn trở về trưởng lão hội cũng là người si nói mộng. Loại sự tình này Tào gia ta cũng không muốn nhìn thấy nữa. Chỉ còn một tháng thời gian sẽ tới khảo hạch, ta muốn nhìn xem Diệp gia có thể dựa vào hắn chen vào khảo hạch không. Sắc mặt Diệp Trọng biến hóa, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này Diệp gia ta không cần ngươi quan tâm. Tào Đan lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, Tiêu Viêm, ngươi thật sự rất mạnh. Nhưng ta tin tưởng có một ngày ngươi sẽ hối hận vì đã đắc tội với Tào gia. Nói xong chưa? Xong rồi thì xin mời. 10 ngón tay Tiêu Viêm đan vào nhau, liếc mắt nhìn Tào Đan rồi thản nhiên nói. Đối với thái độ không mặn không nhạt của Tiêu Viêm, Tào Đan mình đầy lửa giận. Nếu không phải sau lưng Tiêu Viêm có hai cường giả đấu tôn, chỉ sợ hắn đã không nhịn được cho khổ tôn giả ra tay hung hăng dạy dỗ tên gia hỏa này một trận. Ngươi là luyện dược sư, cũng tới tham gia đại hội. Đến lúc đó Tào gia ta sẽ có người tới thu thập ngươi. Đi. Trừng mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, một lát sau Tào Đan quát một tiếng rồi xoay người vung tay lên, mang theo cơn tức đầy mình lẫn vẻ không cam lòng đi ra khỏi sân. Sau đó hai cường giả Tào gia cũng đưa mắt nhìn nhau, thầm than nhẹ rồi vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy Tào gia tức tưởi ly khai, tộc nhân, Diệp gia ai nấy đều thở dài nhẹ nhõm, vui mừng hoan hô thành tiếng, sự kính sợ đối với Tiêu Viêm càng sâu thêm vài phần. Tiêu Viêm đại ca, cảm ơn huynh. Hân Lam cũng thở dài nhẹ nhõm, đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm, vui sướng nói. Tiêu Viêm khoát tay nói, nếu đáp ứng lời cô, ít nhất khi chưa xong việc ta sẽ bảo vệ Diệp gia. Tiêu Viêm tiên sinh, người có đại ân với Diệp gia, tất cả tộc nhân suốt đời khó quên. Sau này có bất kỳ chuyện gì muốn Diệp gia làm xin cứ nói. Mặc dù có một số việc không được, nhưng Diệp gia ta sẽ hỗ trợ hết sức. Diệp Trọng khom người ôm quyền thi lễ với Tiêu Viêm nói một cách chân thành. Diệp Trọng trưởng lão đừng hành lễ như vậy, ta đảm đương không nổi. Tiêu Viêm hơi nghiêng người đáp lễ, cười cười nói. Thấy thế Diệp Trọng cũng cười, ánh mắt nhìn về nơi đám người Tào Đan biết mất vẫn có vẻ sầu lo, thở dài. Từ lời nói của Tào Đan, ta nghĩ chỉ sợ yêu nữ của Tào gia hẳn đã trở lại. Yêu nữ? Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày có chút nghi hoặc. Nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Viêm, Diệp Trọng cười khổ nói, Tiêu Viêm tiên sinh cảm thấy Tào Đan thế nào? Nhân phẩm mặc dù không được tốt lắm, nhưng khống hỏa cũng tính là có nghề. Tuổi này có thể đạt tới thất phẩm luyện dược sư, thiên phú có thể nói là kỳ tài. Tiêu Viêm trầm ngâm nói, Tào Đan mặc dù kiêu ngạo, mà bổn sự lại không kém. Nhưng ở Tào gia, Tào Đan trước mặt yêu nữ kia lại không có nửa điểm kiêu ngạo hay làm dáng chút nào. Diệp Trọng nhẹ giọng nói, trong giọng nói hết sức cay đắng. Nếu Diệp gia hắn có nhân vật cỡ này còn lo gì không mạnh. Yêu nữ này quả thật là nhân vật khủng bố. Có thể bằng vào một người chống đỡ cả gia tộc. À, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua chút kinh ngạc, Tào gia cư nhiên còn có nhân vật cỡ này. Yêu nữ kia vốn tên là Tào Dĩnh, cuộc đời nàng tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Lúc mới sinh ra đã có linh hồn lực làm, người ta rung động. Khi sinh hạ nàng, mẫu thân nàng thiếu chút nữa bị cỗ linh hồn lực lượng kia đánh chết. 7 tuổi đã chính thức trở thành một luyện dược sư, 15 tuổi thì được đan tháp nhìn trúng, biến thành đệ tử trung tâm. Tại đan tháp bế quan 5 năm, 20 tuổi đã trở thành luyện dược sư thất phẩm trẻ tuổi nhất. Mà hiện tại nàng đã 22 tuổi. Thanh âm Diệp Trọng nhẹ nhàng quanh quẩn trong sân, làm cho tộc nhân Diệp gia xấu hổ cúi đầu. So sánh cùng Tào Dĩnh, bọn họ chính là mặt hàng ngồi ăn rồi chờ chết à. Đương nhiên không chỉ có bọn họ, chính bản thân Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng.
Trung Châu quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Nếu nói thành tựu là do thiên phú kết hợp với cố gắng, Tào Dĩnh này chính là tiểu yêu nữ được trời cao chiếu cố. 20 tuổi là thất phẩm, 2 năm nay có tiến bộ thêm hay không? Ta suy đoán không chừng hiện giờ nàng. Nói đến chỗ này, Diệp Trọng dừng lại một chút, vẻ mặt cay đắng, nàng bây giờ ít nhất là thất phẩm đỉnh phong. Toàn sân đột ngột yên tĩnh hoàn toàn, 22 tuổi luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong. Nhìn khắp nghìn năm lịch sử luyện đan chỉ sợ có thể lọt vào 10 hạng đầu. Đan hội này Tào Dĩnh tất nhiên sẽ tham gia. Bởi theo lệ, muốn trở thành cự đầu của đan tháp, điều kiện tiên quyết là phải đoạt được một lần quán quân đan hội. Diệp Trọng thở dài nói, dã tâm Tào Dĩnh không nhỏ. Đối với lần đan hội này nàng chắc chắn sẽ không buông tha. Ánh mắt Diệp Trọng chuyển hướng về Tiêu Viêm, chậm rãi nói, nàng sẽ là một đại kình địch của ngươi ở đan hội. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1118, áp lực. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, gật đầu. Nếu như thực lực của Tào Dĩnh này đúng như trong lời nói của Diệp Trọng, vậy xem ra là kẻ địch của hắn rồi. Tào Dĩnh, trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt đen láy của Tiêu Viêm hiện lên sự hưng phấn. Kể từ khi tu luyện luyện đan thuật đến nay, hắn chưa từng gặp qua những cường giả cùng thế hệ. Cho dù là tại đại hội luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc năm đó, người duy nhất khiến hắn khẩn trương cũng là phó hội trưởng công hội luyện dược sư của một quốc gia khác cải trang mà thôi. Về phần những người cùng thế hệ, cho dù là Liễu Linh cũng chưa tạo thành uy hiếp gì với hắn. Mà hiện tại nữ tử tên Tào Dĩnh này đã có thể tính là một đi. Theo như lời Diệp Trọng, Tiêu Viêm biết được thiên phú luyện đan của Tào Dĩnh này quả thật chính là quái vật, so với hắn sợ rằng còn cao hơn. Dù sao hào quang đỉnh cấp kia Tiêu Viêm chưa từng có được. Quả nhiên là áp lực không nhỏ a, không hổ là đại hội luyện dược sư cao cấp nhất đại lục. Trong lòng khẽ than thầm, đột nhiên Tiêu Viêm cảm giác được đan hội ẩn chứa biết bao lợi hại. Hiện giờ chỉ là một yêu nữ Tào gia thôi đã khiến hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Ai biết được ở những nơi khác có tồn tại những người biến thái như vậy nữa hay không? Đại lục bao la rộng lớn như thế nếu có xuất hiện thêm vài quái vật trẻ tuổi như vậy, Tiêu Viêm cũng không cảm thấy kỳ quái lắm. Lão sư năm đó có thể đạt được quán quân của đan hội xem ra rất có bản lĩnh. Nếu không làm sao có thể trấn áp quần hùng, Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên cười cười. Hắn nhớ rõ Dược lão tựa hồ cũng đã từng một lần giành quán quân đan hội. Chẳng qua, không biết tại sao Dược lão lại không mượn danh hiệu này mà tiến vào đan tháp. Nếu không, lấy thực lực lão nhân ra người, không chừng giờ đã thành một trong những lãnh tụ của đan tháp, không cần phải e ngại hồn điện. Đương nhiên, hiện giờ ngẫm lại chuyện này, luận theo tính tình ưa nhàn nhã của Dược lão thì chỉ sợ không thích hợp với cuộc sống ở địa vị cao như vậy. Ha ha, bất quá Tiêu Viêm tiên sinh không cần quá lo lắng. Tào Dĩnh kia mặc dù không kém, nhưng nếu thật, sự so tài còn chưa biết hưu chết về tay ai. Chỉ cần nàng ta chưa đạt đến bát phẩm thì không thể nói trước được gì. Luyện chế đan dược phải cần trạng thái thật tốt cùng vận khí. Thất bại, ai cũng có thể gặp phải. Nhìn thấy Tiêu Viêm lâm vào trầm mặc, Diệp Trọng còn tưởng rằng hắn đang lo lắng, vội vàng cười nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Bát phẩm cùng thất phẩm hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Trong những năm qua, những người có thể luyện chế bát phẩm đan dược, ngoài Dược lão ra còn chưa hề thấy qua ai khác. Thất phẩm luyện dược sư, sau khi Tiêu Viêm tiến vào Trung Châu cũng đã biết qua không ít người nhưng bát phẩm vẫn chưa gặp qua một ai. Loại cấp bậc luyện dược sư này dù là đấu tôn cường giả cũng phải đối xử vô cùng khách khí, cũng giống như Dược lão năm đó tại Trung Châu có được địa vị cao cao tại thượng. Bát phẩm luyện dược sư sở dĩ hiếm gặp là vì muốn lên tới cấp bậc này rất là khó khăn. Thất phẩm luyện dược sư có lẽ có thể ở Trung Châu làm mây làm gió nhưng chân chính muốn đạt đến cấp độ những đấu tôn cường giả cam tâm tình nguyện làm người bảo hộ, ít nhất cũng phải đạt tới bát phẩm. Thoáng thu liễm tâm tình, Tiêu Viêm cười nói, yên tâm, đối với đan hội lần này ta nhất định sẽ thực hiện được. Mặc kệ đối thủ cường hãn đến đâu ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Nghe vậy, Diệp Trọng gật đầu cười, nói, Tiêu Viêm tiên sinh, không đầy một tháng nữa là đến thời gian khảo hạch của ngũ đại gia tộc rồi. Chúng ta cũng nên đến Thánh Đan Thành thôi. Chỉ còn lại 20 ngày, chúng ta cũng nên bắt đầu đi được rồi.
An bài dồn dập như vậy khiến cho Tiêu Viêm chau mày nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Hiện giờ thời gian quá sức gấp gáp nên không thể lãng phí một chút nào được. Luyện đan thuật của hắn đang ở điểm rơi phong độ. Tuy nói, trước mắt còn chưa luyện chế được đan dược thất phẩm cao cấp nhưng xác suất thành công của sơ cấp cùng trung cấp đã đề cao không ít. Dựa theo tốc độ này mà nói, Tiêu Viêm sớm muộn cũng có thể luyện chế thành công đan dược thất phẩm cao cấp. Khi nào đi, báo cho ta một tiếng là được. Ta nghỉ ngơi một ngày, vẫn còn có thể bế quan khổ tu trong một khoảng thời gian ngắn. Nghe thấy Tiêu Viêm còn muốn tiếp tục khổ tu luyện đan, cho dù là Diệp Trọng cũng không nhịn được lau mồ hôi lạnh. Luyện đan vốn cực kỳ mệt nhọc và tiêu hao tinh thần rất nhiều. Cho dù là thất phẩm luyện dược sư cũng không có khả năng cả ngày luyện đan liên tục được, nếu vậy thì tiêu hao cũng quá lớn. Dựa theo lẽ thường, nói thế quả thật không sai. Chẳng qua, linh hồn Tiêu Viêm trời sinh ra đã cường hãn dị thường. Hơn nữa còn có dị hỏa tương trợ nên lúc luyện đan có thể giảm đi không ít lực. Vì thế thất phẩm luyện dược sư bình thường một ngày chỉ có thể luyện chế 3 lượt đan dược, còn hắn thì có thể luyện chế đến 6 lần, 10 lần, thậm chí là nhiều hơn. Nói cách khác, khi hắn bắt đầu khổ tu luyện đan thì một ngày của hắn tương đương với người khác tu luyện trong mấy ngày. Đương nhiên, khổ tu điên cuồng như vậy cũng rất vất vả. Trong những năm qua, Tiêu Viêm đã nếm không ít đau khổ nên càng trải qua rèn luyện, hắn càng cứng cỏi hơn. Có thể nói thành tựu ngày hôm nay của Tiêu Viêm tuyệt đối không phải dựa vào một lần mà thành. Sau khi lau mồ hôi lạnh, trong lòng Diệp Trọng có chút bội phục, trầm giọng nói, được, Tiêu Viêm tiên sinh cứ việc an tâm tu luyện. Nếu dược liệu không đủ cứ nói với lão phu. Cho dù có hao hết của cải cất chứa nhiều năm qua của Diệp gia ta, lão phu cũng sẽ chống đỡ đến cùng để Tiêu Viêm tiên sinh hoàn thành tu luyện. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, tiếp tục cùng Diệp Trọng bàn những chuyện có liên quan đến đan hội rồi cùng đám người tiểu y tiên rẽ vào phòng của mình. Sau khi giải quyết những phiền phức do Tào gia mang lại, ngày hôm sau Tiêu Viêm một lần nữa tiến vào mật thất bế quan khổ tu luyện đan. Mà những ngày sau đó, những dược liệu quý hiếm không ngừng được chuyển ra từ trong kho hàng Diệp gia, chất từng đống đưa vào luyện đan thất. Bởi vì có Tiêu Viêm ra mặt, tạm thời, Diệp gia cũng không bị Tào gia quấy nhiễu. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, tiểu y tiên cùng thiên hỏa tôn giả thỉnh thoảng lộ diện làm cho một ít thế lực lớn đang chú ý đến Diệp gia cũng phải thu liễm lại. Hai đấu tôn cường giả, đội hình cỡ này, không phải những thế lực bình thường có thể chống lại. Không có ngoại giới làm phiền, Diệp gia cũng trở nên yên tĩnh rất nhiều. Mà thời gian yên tĩnh này cũng như giọt nước rơi vào đại dương, lặng lẽ trôi qua. Có lẽ vì đan hội sắp đến gần, toàn bộ đan vực dần dần trở nên náo nhiệt dị thường. Cơ hồ mỗi một nơi trong đan vực, lưu lượng người đi lại so với thường nhật đông hơn rất nhiều. Hơn nữa, một số người thận trọng tỉ mỉ quan sát liền có thể thấy một vài luyện dược sư cũng đã bắt đầu dần dần xuất hiện trong đan vực. Hiển nhiên, những người này vì đan hội mà đến. Đan hội không chỉ là đại sự lớn nhất trong giới luyện dược sư mà còn là việc trọng đại của Trung Châu. Mỗi khi diễn ra, đan vực đều trở thành tiêu điểm của toàn bộ Trung Châu, thậm chí là của cả đại lục. Ở đây, vô số người, vô số thế lực đều như mèo thấy mỡ, chen nhau chạy đến. Luyện dược sư là chức nghiệp tôn quý bậc nhất trên toàn bộ đại lục đấu khí, không ai không hâm mộ năng lực và lực lượng của họ. Có lẽ khi so về chiến lực thì luyện dược sư có lẽ không mạnh bằng, nhưng chỉ cần hắn có thể lấy ra một khỏa đan dược nho nhỏ liền có thể nhờ những cường giả khác ra tay, lấy mạng đối phương giúp hắn. Bởi vậy tất cả mọi người trên đại lục đều biết không nên trêu vào luyện dược sư, đặc biệt là những cao giai luyện dược sư. Bởi vì những người này giống như một cái tổ ong vò vẽ, đâm vào một nhát lập tức sẽ rước lấy vô tận phiền toái. Một luyện dược sư cao giai được không ít thế lực thèm thuồng. Vì muốn lôi kéo bọn họ về dưới trướng, không ít thế lực đã đưa ra những điều kiện mê người. Thậm chí, để tranh đoạt một gã cao giai luyện dược sư mà không tiếc vung tay đại chiến đến máu chảy thành sông. Luyện dược sư tôn quý là thế nên dĩ nhiên cũng làm cho đan hội trở nên vô cùng quan trọng. Ai cũng biết đan hội này quy tụ gần như toàn bộ những luyện dược sư hàng đầu trên đại lục đến tham gia thi thố. Chỉ cần chiêu nạp những luyện dược sư này dưới trướng, đối với một thế lực nhất lưu mà nói, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho thực lực bành trướng rất nhanh. Rất nhiều điều kiện như vậy đã tạo nên những dòng người đông đúc đổ xô tiến về đan vực. Hơn nữa, theo thời gian, chỉ sợ sẽ có ngày càng nhiều người vì mộ danh, vì để mở mang kiến thức, mà tiến vào nơi này.
Khi lưu lượng người ở Đan vực bắt đầu tăng lên dữ dội, thì thời gian khảo thí ngũ đại gia tộc cũng càng đến gần. Ở sâu trong luyện đan thất của Diệp gia, tất cả tộc nhân đang cung kính đứng xung quanh nhóm đầu lĩnh gồm Diệp Trọng, Hân Lam cùng các trưởng lão Diệp gia. Hôm nay, khoảng cách khởi hành đi Thánh Đan Thành chỉ còn một ngày cuối cùng, cũng chính là thời điểm Tiêu Viêm xuất quan đi ra. Hơn 20 ngày này, Tiêu Viêm chưa bao giờ bước ra luyện đan thất nửa bước. Bên trong luyện đan thất nóng rực kia, cho dù là tộc nhân Diệp gia đi vào cũng không dám dừng lại quá lâu. Thường thường là rón rén đem dược liệu để phía sau liền vội vàng lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Trong 20 ngày này, trên bầu trời hậu viện Diệp gia thường xuyên có ô vân hội tụ, thậm chí nhiều lần ngưng tụ lôi điện. Nhưng đến khi sắp đánh xuống lại đột nhiên tan biến. Những biến hóa như vậy tự nhiên khiến cho bọn người Diệp Trọng chú ý và trong lòng vô cùng hoảng sợ. Bọn họ rõ ràng cảm giác được có mấy lần đan lôi sắp đánh xuống thì bên trong luyện đan thất lại truyền ra năng lượng dao động cực kỳ mãnh liệt. Loại dao động năng lượng này tương tự như khi hình thành thất phẩm cao cấp đan dược trong truyền thuyết vậy. Mặc dù bọn họ không biết vì sao đến thời khắc mấu chốt cỗ năng lượng dao động mãnh liệt kia lại đột nhiên biến mất, nhưng bọn họ hiểu được đây là do Tiêu Viêm cố ý làm vậy. Bất quá mặc kệ mục đích của Tiêu Viêm là gì, bọn họ đều mơ hồ hiểu ra một chút. Trong khoảng thời gian bế quan khổ tu luyện đan này đã khiến thuật luyện chế của Tiêu Viêm tăng lên khá đáng kể. Ken két, khi Diệp Trọng đang âm thầm suy nghĩ, cánh cửa đá đang đóng chặt bỗng dưng chậm rãi mở ra. Một luồng hơi nóng cháy ra cũng theo đó tuôn ra. Một thân ảnh gầy gò chậm rãi đi ra, một lát sau liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Y phục thân ảnh này hơi xộc xệch, mái tóc rối tung, khuôn mặt hốc hác, nhìn qua rất quái dị nhưng đôi mắt của người này lại sáng dị thường. Nhìn thấy Tiêu Viêm từ trong luyện đan thất đi ra, chẳng biết tại sao Diệp Trọng lại cảm giác được hắn so với trước kia tựa hồ có chút bất đồng. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1119, cảnh giới linh hồn. Loại biến hóa này cũng không rõ ràng lắm nhưng vẫn khiến đám người Diệp Trọng có cảm giác kỳ dị. Tiêu Viêm hiện tại so với Tiêu Viêm trước khi bế quan càng thêm sắc bén. Tiểu Y Tiên và Thiên Hỏa Tôn giả bên cạnh đó cũng thoáng giật mình vì một màn này. Tiểu Y Tiên còn tốt nhưng vẻ mặt Thiên Hỏa Tôn giả lại đăm chiêu suy nghĩ. Tiêu Viêm ra khỏi luyện đan thất, nhìn thấy nhiều người như vậy cũng hơi kinh ngạc, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Diệp Trọng trưởng lão, không cần phải long trọng như thế này chứ. Ha ha, nghe vậy, Diệp Trọng thoạt tỉnh táo lại, cười cười. Lúc này mới phất tay bảo tộc nhân rời đi, tự thân tiến lại gần, cười nói, Tiêu Viêm tiên sinh, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đi Thánh Đan Thành. Ngài chuẩn bị xong hết chưa? Tiêu Viêm gật đầu, không nghĩ tới. Thời gian mình bế quan lại nhanh như vậy, nháy mắt đã trôi qua gần một tháng. Tiêu Viêm tiên sinh, ngài hẳn không có chuyện gì chứ? Diệp Trọng nhìn Tiêu Viêm, ở khoảng cách gần như vậy, lão cảm nhận được áp lực nhàn nhạt. Loại áp lực nằm sâu trong linh hồn, làm người ta khó có thể kháng cự. Đối với vấn đề của Diệp Trọng, Tiêu Viêm nghi hoặc cau mày nói, ta có thể có chuyện gì? Nhìn bộ dáng hắn, hình như cũng không rõ ràng lắm những biến ảo nhỏ của mình. Nhìn thấy Tiêu Viêm mù mờ hỏi lại như vậy, Diệp Trọng ngạc nhiên, thầm nghĩ chẳng lẽ là do ảo giác. Không phải là ảo giác đâu, linh hồn lực của hắn trong thời gian bế quan ngắn có tăng lên một chút. Ánh mắt Thiên Hỏa Tôn giả rốt cuộc từ trên người Tiêu Viêm rời đi, cười nói. Linh hồn lực, nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt. Chợt vân vê cằm, trầm ngâm nói đến chuyện này, bản thân ta đột nhiên cảm thấy luyện đan so với trước kia dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, đối với khả năng thao khống hỏa diễm cũng thêm tinh diệu. Bất quá linh hồn lực này không phải chỉ lúc tăng giai mới tăng mạnh hơn hay sao? Thực lực của ta hiện tại chỉ ở tứ tinh đấu tông A, chẳng qua là so với lúc đầu vừa mới tấn nhập chỉ vững chắc hơn một chút thôi mà. Thiên Hỏa Tôn giả có chút kỳ quái liếc nhìn Tiêu Viêm, một lát sau nhíu mày, nói, xem ra, lão sư kia của ngươi không có đem chuyện liên quan đến linh hồn lực lượng nói cho ngươi biết. Nhưng cũng bình thường, đối với loại linh hồn huyền diệu khó giải thích này, người bình thường chỉ có thể tuần tự nhi tiến từng bước một, không thể điều khiển nó được. Cho dù là trước kia, ngươi cũng chỉ hiểu được cách sử dụng linh hồn lực lượng mà thôi, cũng không phải đã hiểu rõ hoàn toàn. Nghe được những lời này của Thiên Hỏa Tôn giả,
Tiêu Viêm cùng Diệp Trọng lâm vào trầm ngâm. Người trước thì hoàn toàn mờ mịt, người sau thì khẽ nhíu mày. Lý luận này lão tựa hồ đã gặp qua trong một vài quyển sách cổ của gia tộc. Linh hồn lực không có cấp bậc cao thấp nhưng lại có phân chia cảnh giới. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, đương nhiên, thuyết pháp này hiện tại các ngươi căn bản hầu như không thể nghe được. Bởi vì những chuyện về linh hồn cảnh giới, dù là những cường giả chỉ e cả đời cũng không với tới được. Có biết vì sao nhiều luyện dược sư cả đời chỉ dừng lại ở thất phẩm không? Chính là vì do cảnh giới linh hồn. Cảnh giới linh hồn. Tiêu Viêm chau mày. Đối với thứ này hắn chưa từng nghe nói qua. Bất quá, linh hồn chính là căn nguyên của sinh linh, không có linh hồn thì không có gì cả. Linh hồn bất diệt sẽ có thêm một đường sinh cơ. Đối với thứ huyền ảo này, bất luận kẻ nào cũng phải kính sợ. Mà, Tiêu Viêm chỉ biết lực lượng linh hồn của bản thân không kém nhưng lại không hiểu rõ về nó lắm. Hơn nữa năm đó khi Dược Lão còn đi cùng hắn, Tiêu Viêm chẳng qua chỉ là luyện dược sư ngũ phẩm, căn bản không có tư cách biết đến cái gì gọi là cảnh giới linh hồn. Mà cũng chính vì hắn không còn Dược Lão ở bên chỉ dạy nên những tin tức liên quan đến luyện dược sư hắn hoàn toàn không biết. Cái gọi là cảnh giới linh hồn cũng là một trong số những thứ hắn không biết. Hiện tại mà nói, có lẽ ngoại trừ một vài người đạt đến bát phẩm luyện dược tông sư biết đến ra, chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm ra ở những sách cổ có liên quan thôi. Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi nói, nếu không phải hắn không phải là người của thời đại này, chỉ sợ cũng không thể giải đáp cho Tiêu Viêm hiểu về phương diện này. Cảnh giới linh hồn, phân 4 tầng, phàm cảnh, tiên cảnh, thiên cảnh, đế cảnh. Đại đa số mọi người, thậm chí là bát phẩm luyện dược sư trở xuống phần lớn cảnh giới linh hồn đều dừng lại ở phàm cảnh. Bất quá, linh hồn lực bên mạnh bên yếu mà thôi. Mà trước kia, ngươi cũng là dừng bước ở phàm cảnh, chẳng qua mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Một vài luyện dược sư thất phẩm nếu gặp cơ duyên, xảo hợp, có lẽ có thể mơ hồ chạm đến tiên cảnh. Nếu linh hồn lực lượng đạt đến cấp độ này, sẽ có được một loại hiệu quả, đó chính là phú linh, giúp đan dược có được linh tính. Ngươi nên biết, phần lớn đan dược bát phẩm đều có được linh tính nên mới có thể đạt tới cấp 8. Luyện dược sư bình thường, mặc kệ thuật luyện chế giỏi đến đâu, nếu không có năng lực làm cho đan dược được có được linh tính thì đan dược này vĩnh viễn không đạt tới bát phẩm. Thiên cảnh, ngươi hẳn sẽ nhanh rõ ràng. Nếu là cửu phẩm đan dược thì sẽ có linh trí không khác bao nhiêu so với người thường. Chuyện này chính là tương đương với việc sáng tạo một kiếp linh. Kiếp linh này không chỉ phải trao cho nó linh tính, mà còn phải khiến nó có được lực lượng của thiên địa. Mà nếu muốn làm được điều này, linh hồn lực cần phải đạt tới cấp độ thiên cảnh. Trên đại lục hiện tại rất hiếm người có thể làm được. Về phần đế cảnh, đây chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả ta cũng chỉ được nghe nói qua mà thôi, cũng chính là vua của các loại đan dược. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một điều, cảnh giới này cùng đan dược đế phẩm có quan hệ. Mà đế phẩm đan dược cùng đấu đế trong truyền thuyết có liên quan. Nhưng cảnh giới này, không biết có bao nhiêu người muốn nhưng cũng chưa từng đạt được. Nói đến câu cuối, thanh âm Thiên Hỏa Tôn giả có chút tiếc nuối, còn đám người Tiêu Viêm thì không thể nào tiếp tục cảm nhận được giọng nói tiếc nuối của lão. Tất cả mọi người đều bị những lời nói này của ông ta làm cho mê muội. Những thứ gọi là cảnh giới linh hồn, ngoại trừ Diệp Trọng có thể mơ hồ nhớ lại, cho dù là Tiểu Y Tiên cũng thấy mơ hồ. Nàng mới tiến vào đấu tôn không bao lâu, luận kiến thức thì căn bản không thể so sánh với lão quái vật như Thiên Hỏa Tôn giả được. Chuyện này ta tựa hồ đã từng thấy qua ở một ít sách cổ nhưng cũng không cặn kẽ bằng lão tiên sinh. Ban đầu, khi ta đọc được những dòng này cũng cho rằng là dối trá nên không để ý tới. Một lúc lâu sau, Diệp Trọng rốt cuộc khôi phục lại tinh thần, có chút ảo não nói, tổ tiên ta là một luyện dược sư bát phẩm, thế nhưng lại không có một chút tin tức liên quan đến cảnh giới linh hồn này. Linh hồn vốn là tồn tại huyền ảo. Một ít luyện dược sư mặc dù nhờ cơ duyên may mắn đột phá, chỉ sợ cũng không hiểu được. Thiên Hỏa Tôn giả liếc nhìn Tiêu Viêm, nói, trước kia, ngươi cũng chưa có tư cách tiếp xúc đến loại này, vốn ta tưởng sư phụ ngươi đã nói qua với ngươi. Nhưng mà nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi, hiển nhiên là ta đã suy nghĩ quá nhiều. Tiêu Viêm cười khổ, nói, lúc trước khi sư phụ lọt vào trong tay hồn điện thì vãn bối mới chỉ là luyện dược sư ngũ phẩm, làm sao có thể tiếp xúc với tin tức bậc này. Hiện tại, cảnh giới linh hồn của ngươi hẳn do cơ duyên xảo hợp đã chạm đến tiên cảnh.
Về phần khi nào có thể tiến vào tiên cảnh thì phải nhìn phúc duyên của ngươi thôi. Ở thời viễn cổ có một phương pháp tu luyện linh hồn đặc thù, xưng là hồn kỹ. Bất quá, hiện tại rõ ràng đã thất truyền, bởi vì ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua cái gọi là hồn kỹ ấy. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, linh hồn cũng có thể tu luyện. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời hoảng sợ, thất thanh nói với vẻ bất khả tư nghị. Trên đại lục đấu khí hiện giờ, linh hồn chỉ có thể tăng khi thực lực tăng lên hoặc là nhờ vào một ít thiên tài địa bảo đặc thù. Về phần tự mình tu luyện mà có thể tăng lên thì hắn chưa từng nghe nói qua. Ta nói, tất cả chỉ có ở thời viễn cổ. Thiên Hỏa Tôn giả đảo cặp mắt trắng dã, nói, thấy thế, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Tu luyện linh hồn, quả thật khó có thể tin nổi. Về phần cái gọi là tiên cảnh, hắn cũng không có cảm giác gì quá lớn. Trong khoảng thời gian bế quan khổ tu luyện đan điên cuồng này, trong đầu hắn cơ hồ vẫn luôn ở trạng thái mông lung, khiến cho vài lần có cơ hội luyện chế thành công đan dược thất phẩm cao cấp, nhưng ở thời điểm cuối cùng lại thất bại. Bất quá hiện tại nghĩ lại mà nói, hắn cũng thoáng cảm thấy được. Có điều, lúc luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược thì hắn cảm giác rõ hơn so với trước kia, có vẻ càng lúc càng thuận tay. Xem ra, ngày sau phải tìm cơ hội nghiên cứu kỹ lưỡng một chút. Muốn bước vào bát phẩm, cái gọi là tiên cảnh này phải tìm hiểu thôi. Tiêu Viêm lại trầm ngâm một hồi nữa. Lời nói của Thiên Hỏa Tôn giả không thể nghi ngờ đã mở ra cho hắn một chân trời mới. Tới hiện tại, hắn mới hiểu được, nguyên lai linh hồn lại có quan hệ đến việc thăng cấp của luyện dược sư thất phẩm. Khó trách, thất phẩm luyện dược sư không ít nhưng bát phẩm luyện dược sư lại hiếm như vậy. Thì ra họ đều không biết gì về cái gọi là cảnh giới linh hồn nhỉ. Bất quá, nếu có thể có được hồn kỹ ấy thì mọi chuyện chẳng phải quá tốt sao. Có thứ này mới có thể thuận lợi thăng cấp cảnh giới linh hồn. Đáng tiếc là nó lại thất truyền. Nghĩ đến đây trong lòng Tiêu Viêm tràn đầy tiếc nuối. Hồn kỹ không còn mới có thể dẫn đến việc những luyện dược sư tấn giai lên bát phẩm vô cùng khó khăn, tất cả phải nhờ vào cơ duyên. Không biết đan tháp có hồn kỹ không nhỉ? Có thể trở thành thánh địa trong lòng tất cả luyện dược sư vậy nơi này cũng không phải bình thường à. Ai, hy vọng lần đi thánh đan thành này có thể lấy được chút ít tin tức về hồn kỹ. Loại mạc danh kỳ diệu này, ai biết lúc được một lúc nào đó lại xuất hiện chứ? Thở dài một tiếng, Tiêu Viêm lập tức quyết định. Chuyến này đến Thánh Đan Thành, cái gọi là hồn kỹ cũng cực kỳ trọng yếu a. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1120, đi tới Thánh Đan Thành. Hôm nay, ở Đại Môn Diệp Gia, tất cả tộc nhân đều đứng nơi này, ánh mắt rực lửa nhìn đám. Người Tiêu Viêm ở phía trước. Diệp Gia có thể hay không một lần nữa trở thành trưởng lão trong trưởng lão hội của Đan Tháp còn phải trông vào thứ hạng của Tiêu Viêm trong lần khảo thí ngũ đại gia tộc này. Nếu như Tiêu Viêm thành công đưa Diệp Gia trở lại trưởng lão hội, Diệp Gia mới có thể chân chính ngẩng cao đầu. Được Đan Tháp che chở, bọn họ cũng yên tâm phát triển. Tuy không thể vượt qua Tào Gia trong thời gian ngắn nhưng ít ra cũng có thể tự vệ. Nói không chừng, một ngày nào đó cũng có thể xuất hiện một hậu bối ngang ngửa với yêu nữ Tào Dĩnh kia, vậy họ mới có thể dần dần quật khởi, khôi phục lại vinh quang trước đây. Lão nhị, lão tam, lần này ta sẽ theo Tiêu Viêm tiên sinh đến Thánh Đan Thành. Diệp Gia giao cho các ngươi. Diệp Trọng hướng về phía hai gã trưởng lão Diệp Gia trầm giọng nói. Được, lão đại an tâm đến Thánh Đan Thành chuẩn bị đi. Tuy nói Diệp Gia chúng ta dần dần suy bại nhưng dù sao vẫn còn một ít quan hệ với Đan Tháp. Một gã trưởng lão Diệp Gia trịnh trọng nói, mấy tên trưởng lão Diệp Gia bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Diệp Trọng thở dài, gật đầu. Hôm nay, danh tiếng cùng địa vị của Diệp Gia không ngừng xuống dốc, những quan hệ trước kia cũng đã đổ vỡ rất nhiều, nhưng cũng may không phải ai cũng tuyệt tình tuyệt nghĩa như Tào Gia. Mà cũng chính vì những quan hệ này, ở hai lần không thông qua khảo thí trước, Diệp Gia hắn mới có thể miễn cưỡng duy trì danh tiếng và sinh cơ đến bây giờ. Tiêu Viêm ở bên cạnh nhìn sắc trời, nhẹ giọng nói, thời gian không còn sớm nữa. Diệp Trọng trưởng lão, đi thôi. Trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, vốn ngày hôm qua vẫn Tiêu Viêm còn cảm thấy dạo dực thì hôm nay cũng dần thu liễm. Chính hắn cũng mơ hồ hiểu được, linh hồn lực của hắn hiện giờ so với quá khứ có chút thay đổi.
Nói rõ ra thì linh hồn của hắn hiện giờ so với trước kia càng có thêm linh khí. Tứ đại cảnh giới linh hồn, tựa hồ chỉ có tác dụng với luyện, dược sư mà không có trợ giúp quá lớn trên con đường tu luyện đấu khí của Tiêu Viêm. Dù sao, tu luyện linh hồn cùng đấu khí là hai loại hình thức hoàn toàn bất đồng. Có lẽ ở thời viễn cổ đã có hai con đường tu luyện nhưng hiện tại tu luyện đấu khí mới là chính đạo. Linh hồn kỹ này chỉ sợ không chỉ có Tiêu Viêm mà đa số cường giả đấu tôn cũng đều không biết đến tác cường hóa linh hồn của nó. Nghe thanh âm của Tiêu Viêm, Diệp Trọng gật đầu cười, xoay người tiến về phía bắc quảng trường bước đi. Ở trung tâm Diệp Thành có một không gian trùng động nhưng chẳng qua quy mô cũng không lớn. Hơn nữa, không thể tốc hành đến Thánh Đan Thành mà phải di chuyển nhiều lần mới có thể đến nơi. Trong chuyến đi này, ngoại trừ ba người Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn giả ra, còn có Hân Lam và Diệp Trọng. Dù có mang nhiều người đến đan hội thì cũng không có tác dụng gì nhiều, không bằng ở lại Diệp Thành bảo vệ Diệp gia. Đoàn người đi theo sau Diệp Trọng xuyên qua thành thị, khoảng 10 phút sau đã ra khỏi Bắc Nghiễm Tràng. Tuy nói, Diệp gia hiện giờ đang suy bại, nhưng lão hổ mặc dù gầy dư uy vẫn còn đó. Ít nhất, ở trong Diệp Thành, không có thể lực nào có thể khiêu khích địa vị Diệp gia. Bởi vậy, không gian trùng động nơi này cũng nằm trong tay Diệp gia. Hiển nhiên Diệp Trọng đã sớm phân phó chuyến đi không gian trùng động này nên khi nhóm Tiêu Viêm đi vào thì trong tràng hoàn toàn trống trải. Đoàn người Tiêu Viêm đi tới thì bãi đá chậm rãi xoay tròn, không gian trùng động lập tức hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Không gian trùng động của Diệp Thành nhìn qua cũng có vài phần đại khí. Bất quá, trong này từ từ tán ra một ít không gian dao động hỗn loạn. Xem ra, không gian trùng động này đã trải qua nhiều năm gìn giữ. Ai, năm đó Diệp gia ta huy hoàng, liền có hai gã đấu tôn cường giả tự nguyện giữ gìn trùng động nhưng vì gia tộc dần suy bại nên giờ đây Diệp gia ta không thể mời được cường giả cấp bậc này bảo vệ, thật khiến các vị chê cười. Nhìn không gian trùng động này, Diệp Trọng cười khổ một tiếng, nói. Tiêu Viêm cười lắc đầu, nói, không có việc gì. Sau chuyến đi này cứ để cho Tiểu Y Tiên cùng Diệu Lão Tiên Sinh ra tay giúp các ngươi khôi phục một chút. Vậy ta xin đa tạ ba vị, chúng ta lên đường thôi. Diệp Trọng cảm kích gật đầu, sau đó lấy ra một con thuyền nhỏ màu đen từ trong nạp giới, bàn tay ma sát một chút, chân khẽ đạp, lập tức trùng động chậm rãi xoay tròn. Đám người Tiêu Viêm cũng theo lên. Trong thông đạo, không gian yên tĩnh không một tiếng động, đám người Tiêu Viêm nhanh chóng hiện ra. Sau đó Diệp Trọng liền ném ra con thuyền nhỏ, nó liền hóa thành một cái thuyền lớn khổng lồ. Thuyền không gian này cũng là chiếc thuyền xa hoa nhất kể từ khi Tiêu Viêm vào Trung Châu đến nay được thấy qua. Diệp Trọng này thật đúng là phí không ít tâm tư. Thân hình mọi người lao vút lên chiếc thuyền lớn. Diệp Trọng như ngựa quen đường cũ thuận tay sờ sờ một chỗ trên đầu thuyền. Một vòng năng lượng sáng lên kéo dài ra, đem thân tàu vây quanh lại. Thân thuyền chợt chấn động, vèo một tiếng đã bay vụt vào trong không gian trùng động. Diệp Thành không có thông đạo không gian nối với Thánh Đan Thành. Bởi vậy, trước mắt chúng ta sẽ đến một tòa thành thị tên là Thanh Linh Thành, từ không gian trùng động ở nơi này mới có thể đến Thánh Đan Thành. Diệp Trọng xoay người hướng về phía đám người Tiêu Viêm ở trên thân thuyền, cười nói, từ nơi này đến Thanh Linh Thành mất 3 ngày, từ Thanh Linh Thành đến Thánh Đan Thành cần 4 ngày. Cho nên, chỉ sợ phải 7 đến 8 ngày mới có thể đến được Thánh Đan Thành. Trong lúc đó, mọi người có thể ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi, bên trong cũng có vài gian phòng. Về phần thao túng thuyền không gian cứ giao cho ta cùng Hân Lam làm là được rồi. Đối với đề nghị của Diệp Trọng, đám người Tiêu Viêm cũng không nói gì. Đang nói chuyện đều riêng rẽ đi vào khoang thuyền, tìm cho mình một gian phòng. Di chuyển trong thông đạo không gian khá buồn tẻ và tĩnh mịch. Bất quá, chuyện này đối với đám người Tiêu Viêm vốn có thói quen tu luyện một mình cũng không tạo thành phiền nhiễu gì. Trong những ngày này, Tiêu Viêm vẫn luôn ở trong phòng nghiên cứu linh hồn lực. Theo như lời Thiên Hỏa Tôn giả nói, Tiêu Viêm càng ngày càng hiếu kỳ về loại lực lượng này. Dù vậy, nghiên cứu cũng chẳng có được thành quả lớn lao gì. Tương tự như mấy hôm trước, ở thời điểm luyện đan đó, trạng thái kỳ diệu kia, Tiêu Viêm cũng không có cảm ứng. Bất quá, hiện giờ trình độ luyện chết đan dược của hắn đã không như trước kia, phẩm chất cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn biết, những điều này cùng linh hồn của hắn có quan hệ rất lớn. Lúc hắn tiến vào trạng thái kia, tuy nói vẫn chưa thể làm cho linh hồn của Tiêu Viêm hoàn toàn tiến vào tiên cảnh.
nhưng ít ra cũng khiến cho linh hồn của hắn so với linh hồn phàm cảnh bình thường lộ rõ linh khí 10 phần. Bởi vậy, phẩm chất của những loại đan dược hiện giờ hắn luyện chế ra so với trước kia càng cao hơn. Mấy ngày di chuyển trong thông đạo không gian nhanh chóng qua đi, Tiêu Viêm vẫn chìm đắm trong nghiên cứu tìm hiểu linh hồn lực. Thẳng đến khi sắp ra khỏi thông đạo không gian thì hắn mới thức tỉnh lại, cùng mọi người an toàn đến Thanh Linh Thành. Tại nơi này nghỉ ngơi, phục hồi rồi nhanh chóng đi tới thông đạo không gian tiến về Thánh Đan Thành. Dọc đường đi Thanh Linh Thành, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng thấy được lực hấp dẫn khủng bố của đan hội. Trên đường xuất hiện các luyện dược sư muôn hình vạn trạng khiến mọi người nhìn đến hoa mắt váng đầu. Số lượng luyện dược sư nhiều như vậy thật đúng là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Cho dù là đại hội luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc năm xưa, về số lượng hay chất lượng cũng xa xa không thể so sánh cùng luyện dược sư ở Thanh Linh Thành. Hơn nữa, đây chỉ là một tòa thành thị ở đan vực mà thôi. Thật không biết, nếu tất cả những luyện dược sư tụ hội về Thánh Đan Thành thì sẽ khiến cho người ta rung động đến cỡ nào a? Vừa nghĩ đến tràng cảnh vạn hỏa bay lên, vạn đỉnh hạ địa, vạn đan xuất thế, trong lòng Tiêu Viêm dâng lên một luồng nhiệt khí, ngay cả máu huyết cũng trở nên sôi trào. Người sống trên đời, tràng diện cỡ này nếu không kiến thức qua một lần mà nói, nhất định sẽ luyến tiếc. Đan hội đại hội luyện dược sư quan trọng nhất. Vô số luyện dược sư tu luyện suốt đời, mục tiêu cuối cùng chính là có thể trổ hết tài năng tại đan hội. Đến đây, bọn họ đã bỏ ra vô số nỗ lực cùng mồ hôi. Tham dự đan hội liền có thể có được tư cách cùng quần hùng trên đại lục tranh tài cao thấp. Đây là một cách để biểu hiện thực lực. Vạn đỉnh cùng lên, ai có thể vi tôn. Mang theo nhiệt huyết sôi trào, đoàn người Tiêu Viêm hòa theo dòng người, tiến vào không gian trùng động. Không gian trùng động nơi này vẫn buồn tẻ như vậy. Bất quá, lần này cũng không im lặng quá, một cái thông đạo không gian mở ra, vô số thuyền không gian lướt qua. Từng trận âm thanh huyên náo tràn ngập thông đạo không gian. Mà bôn tẩu ở nơi huyên náo như thế này, người ta cảm thấy Thánh Đan Thành trong truyền thuyết càng lúc càng gần. 4 ngày sau đó, xa xa trong không gian trùng động ẩn hiện một vòng ngân mang chuyển động và khuếch tán như sóng nước. Khi gần ra khỏi khe ngân sắc, trong đoàn thuyền truyền ra từng tiếng ồn ào lại đột nhiên im lặng quỷ dị. Từng đạo thân ảnh mặc áo bào luyện dược sư từ trong thuyền không gian đi ra, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn như muốn thấu qua khe hở kia. Thánh Đan Thành thánh địa trong lòng tất cả luyện dược sư. Hai tay Tiêu Viêm chắp sau lưng, ánh mắt ngóng nhìn khe hở bao phủ bởi ánh sáng bạc, máu huyết đang bình ổn chảy xuôi trong cơ thể giờ phút này cũng đã sôi trào. Thánh Đan Thành, Đan Tháp, ta, Tiêu Viêm đến đây. Các bạn vừa nghe xong tập 112 của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.